Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3311, Bồ Đề Quả 2. Trương Huyền tính toán một chút, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi, có ý tứ gì? Còn tưởng hắn muốn nói lời công đạo gì, không nghĩ tới nói là cái này, con mắt thanh niên lập tức híp lại, mang theo tức giận. Không có ý tứ gì, chú ý công bằng mà thôi. Trương Huyền nói. Dù sao những trái cây này trưởng thành, đều không có quan hệ gì với các ngươi, còn muốn thứ gì? Láo xược, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Không nghĩ tới Trương Huyền không biết điều như vậy, thanh niên gầm thét. Rầm rầm, tám người còn lại đồng loạt vây quanh ba người ở trung tâm, phóng thích khí tức, vậy mà giống như ở Đại Thành Điện nhìn thấy, tất cả đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Lão sư, thấy mọi người vây tới, khuôn mặt Ngụy Như Yên khó coi, vừa định nói chuyện, chỉ thấy lão sư xòe bàn tay ra. Không cần lo lắng, giao cho vi sư xử lý là được. Ngụy Như Yên gật đầu. Đối với năng lực của lão sư, nàng biết hết sức rõ ràng, lão sư đã nói không cần lo lắng, vậy thì không có gì phải lo lắng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền tiến về phía trước một bước. Tuy tám người này rất lợi hại, nhưng yêu dị huyền đao tấn thăng cổ thánh, đủ loại vũ khí, thú sủng, tùy tiện lấy ra mấy cái, liền có thể đánh bọn họ không đánh trả được. Vừa định động thủ, dạy bảo mấy gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia một chút, liền nghe Lạc Thất Thất nói. Để ta tới đi. Nói xong cũng không cần Trương Huyền trả lời, thân thể mềm mại vụt qua, xông vào đám người. Vừa ra tay, lập tức hiện ra thực lực, thế mà giống như Triệu Nhã, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Trương Huyền đau nhức. Lần trước đại náo Lạc gia, thời điểm rời đi, cô bé này chẳng qua thánh vực cửu trọng, lúc này mới qua bao lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy mà tới bất hủ cảnh đại viên mãn. Tốc độ tấn cấp quá nhanh đi, đều nói hắn tu luyện nhanh, nhưng so sánh với đối phương, cái gì cũng không bằng. Ong ong ong, Tĩnh Không Châu ở trên không trung không ngừng xoay tròn, cầm cố lại không gian bốn phía, Lạc Thất Thất xuyên qua mọi người, tựa như hồ điệp. Tám đại cao thủ của Chư Tử Bách Gia, tuy rất cường đại, nhưng so với nàng còn kém không ít. Nàng dường như cùng Tĩnh Không Châu phối hợp tốt hơn. Trương Huyền liếc mắt nhìn, âm thầm gật đầu. Lúc trước thấy cô bé này sử dụng Tĩnh Không Châu, ngăn cản qua đám người Lạc gia, lúc ấy lực lượng còn có chút chúc chắc, mà bây giờ, viên mãn như một, cho người ta một loại hưởng thụ, giống như người là châu, châu là người. Lạc Thất Thất sẽ không thua, chúng ta hái quả đi. Lại nhìn một hồi, biết Lạc Thất Thất chắc chắn sẽ không thua, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Bồ Đề Thụ. Gốc cây này, cùng gốc ở Hồng Viễn Đế Quốc nhìn thấy có chút tương tự. Nhưng rễ cây cành lá càng thêm tùm, khí tức càng thêm nồng đậm. Thường ở dưới gốc cây này tu luyện, linh hồn cùng tâm cảnh đều sẽ có tiến bộ rất lớn. Cảm thụ một chút, con mắt Trương Huyền sáng lên. Thánh vực Bồ Đề Thụ bình thường, liền có tác dụng để cho người ta an thần ngưng khí, loại bỏ tâm ma, gốc này đạt đến đại thánh cấp, hiệu quả tự nhiên càng thêm lợi hại. Nếu như ta tu luyện, có lẽ tâm cảnh của ta sẽ thành công xung kích 30. Không. Tâm hắn cảnh đã đạt tới 29, 99, cách cổ thánh chỉ kém một tia, hoàn toàn có thể không cần dùng trái cây, chỉ cần ngồi dưới tảng cây, cẩn thận cảm ngộ, đột phá ở trong tầm tay. Trong lòng cảm xúc, Ngụy Như Yên nghe được dặn dò, đi tới trước mặt, bàn tay duỗi ra, thẳng tắp bắt tới trái cây. Ông! Bồ đề quả phát ra thanh âm khuấy động, như muốn đánh văng bàn tay. Bất quá lực lượng tỏa ra bị nữ hài dùng thủ đoạn đặc thù hóa giải. Răng rắc! Trái cây được hái xuống. Xì xì xì. Thời điểm trái cây rơi xuống, một cỗ khói đen từ cành cây đứt gãy phát ra, bừng lên, bao phủ Ngụy Như Yên. Là khí độc. Trương Huyền sững sờ. Không nghĩ tới bồ đề quả rơi xuống, sẽ có khí độc từ trên quả thụ phun ra. Khó trách những thanh niên kia không dám hái, nhìn mức độ đậm đặc của khí độc, thực có can đảm động thủ, làm không cẩn thận sẽ bị độc chết tại chỗ. Chương 3312. Năng lực của Lý Ngư 1. Những độc này, đối với những tu luyện giả khác mà nói, khó mà hóa giải, nhưng đối với Ngụy Như Yên chính là vật đại bổ, hút vào trong cơ thể, trong đôi mắt đen nhánh của nữ hài thả ra vẻ hưng phấn. Những hắc khí này, có thể tăng lên tu vi của ngươi. Trương Huyền sững sờ, Ngụy Như Yên gật đầu. Không hổ là tiên thiên độc thể. Trương Huyền cảm xúc. Cái thể chất này, thật là mạnh mẽ. Người khác bị khí độc dính lên. Sống chết không do bản thân khống chế,
mà nàng này lại có thể tấn thăng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ bội phục. Rất nhanh hấp thu hết lực lượng, trái cây tìm hộp ngọc đặc thù chứa đựng, Ngụy Như Yên đi tới trước mặt cái thứ hai, lần nữa vận chuyển toàn lực, lại một đạo hắc khí tuôn ra, đạo này uy lực càng lớn, nữ hài run rẩy một chút, vẻ mặt hơi trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhăn mày lại. Khí độc quá mạnh, tốc độ hấp thu của ta có hạn. Ngụy Như Yên trả lời. Mặc dù nàng là tiên thiên độc thể, nhưng năng lực hấp thu cũng có hạn chế, khí độc quá nhiều, đồng dạng sẽ bạo thể, cái thứ hai so với cái thứ nhất tỏa ra khí tức càng thêm tinh thuần nồng đậm, cho dù là nàng cũng có chút không chống lại được. Một hồi lâu mới áp chế khí tức sôi trào trong cơ thể lại, thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Như Yên lần nữa nhìn về phía quả thứ ba. Xì xì xì. Lần này khí độc càng thêm nồng đậm, Ngụy Như Yên bị xung kích đến thân thể mềm mại lay động, vẻ mặt càng thêm trắng bệch, đang thấy có chút không kiên trì nổi, liền cảm thấy sau lưng có một bàn tay dính vào. Mượn khí độc xung kích cảnh giới. Thanh âm của Trương Huyền vang lên. Vâng. Biết lão sư đang giúp đỡ, Ngụy Như Yên cũng không nói chuyện, ngưng thần tĩnh khí, khống chế khí độc đi vào trong cơ thể vọt tới cửa ải. Ngắt lấy bồ đề quả tỏa ra khí độc không chỉ có thể để cho lực lượng người ta tăng thêm, đối với tâm cảnh cũng có tác dụng tăng lên rất tốt. Trương Huyền khống chế thiên đạo chân khí, hỗ trợ khơi thông ràng buộc trong cơ thể nữ hài, để lực lượng vận chuyển tốt hơn. Giống như dự liệu, về sau mỗi ngắt lấy một trái, khí độc liền tăng cường mấy phần, thời điểm đạt tới quả thứ 6, khí độc di tán, dường như không gian cũng có thể ăn mòn. Lực lượng toàn thân Trương Huyền nổ vang, không ngừng điều chỉnh chân khí trong cơ thể nữ hài, để lực lượng của nàng càng thêm thông suốt, không biết qua bao lâu, kinh mạch toàn thân Ngụy Như Yên phát ra thanh âm kẽo kẹt, triệt để thông suốt, tu vi cùng chân khí cũng giống như Triệu Nhã, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Đa tạ lão sư. Củng cố xong lực lượng dâng trào trên người, Ngụy Như Yên ôm quyền khom người, vẻ mặt kích động. Nếu như không có lão sư hỗ trợ, những khí độc này ít nhất phải lãng phí hơn phân nửa, hơn nữa mấu chốt nhất là thân thể có khả năng bởi vì không chịu nổi mà bị tổn thương rất nặng. Mà bây giờ, không chỉ họa ngầm hoàn toàn không có, còn đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, thực lực như thế, phối hợp thêm tiên thiên khí độc bá đạo, dưới cổ thánh, sợ rằng sẽ không còn địch thủ. Trương Huyền cười cười, lần nữa nhìn về phía tám thanh niên đang chiến đấu với Lạc Thất Thất, vẻ mặt âm trầm. Nếu không phải hắn ở đây, tùy ý Ngụy Như Yên hái mà nói, khí độc càng ngày càng mạnh, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa, loại tổn thương này, tuyệt đối không phải một trái cây có thể bù đắp. Đám người kia để nàng làm những sự tình này, nhưng không có biện pháp đề phòng mảy may, tâm kia đáng chết. Thình thịch, lúc này song phương chiến đấu cũng có kết quả, Lạc Thất Thất phối hợp Tĩnh Không Châu, chiến lực vô tận, tám người liên thủ cũng không chống đỡ được, toàn bộ bị thương, từng cái khuôn mặt trắng bệch, khó coi không nói ra được. Bọn họ có thể đi vào nơi này, có tư cách tìm kiếm bồ đề quả, nói rõ địa vị ở chư tử bách gia đều không thấp. Địa vị cùng thiên phú đều rất mạnh, lại bị đánh thê thảm như thế, đổi lại ai cũng không cam lòng. Trương Huyền, Ngụy Như Yên, những trái cây này, chư tử bách gia có tác dụng lớn, mong có thể giao ra. Thanh niên cầm đầu cắn răng nói. Cắt đứt tứ chi của bọn hắn, ném ra. Trương Huyền không thèm để ý, khoát tay áo. Dám thiết kế học sinh của mình. Mặc kệ hữu ý hay vô tâm, đều phải nhận đủ trừng phạt. Chương 3313, năng lực của Lý Ngư 2. Được rồi. Kim Nguyên Đỉnh nhảy ra ngoài, vọt tới về phía tám người. Thời gian không dài, liền bẻ gãy cánh tay, hai chân, ném ra ngoài điện. Bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không e ngại Kim Nguyên Đỉnh, nhưng giờ phút này bị Lạc Thất Thất kích thương, lại không còn năng lực phản kháng. Lão sư, những bồ đề quả này cho ngươi, ngươi tới xử lý đi. Không để ý tới những gia hỏa bị ném ra ngoài, Ngụy Như Yên đưa trái cây tới. Trương Huyền dừng lại một chút, lấy ra một cái đưa tới. Có thể được nhiều trái cây như vậy, ngươi không thể bỏ qua công lao, trước cầm cái này, có điều không vội sử dụng, ta chỗ này có một bộ pháp quyết tấn cấp tâm cảnh, ngồi ở dưới cây tu luyện, có thể để cho tâm cảnh khác độ nhanh chóng tấn cấp đến 29. 9. Đến lúc đó lại dùng trái cây, một lần xung kích cổ thánh. Vâng. Ngụy Như Yên gật đầu. Ngón tay Trương Huyền điểm một cái, truyền qua pháp quyết tu luyện tâm cảnh. Triệu Nhã, cái này cho ngươi. Lại lấy ra một cái đưa tới, đồng thời cũng truyền pháp quyết tu luyện. Các nàng thể chất đặc thù, tốc độ tấn cấp rất nhanh, nhưng trên tâm cảnh khó tránh khỏi có chút chênh lệch,
trước tu luyện tăng lên lại nói. Thất thất, đây là của ngươi. An bài xong hai học sinh, lại lấy ra một cái đưa tới. Đám người Lạc Thất Thất đi vào nơi này trước, coi như hắn không đến, những bồ đề quả này bằng thực lực của nàng, nhất định cũng có thể chia phần. Đa tạ. Nhận lấy trái cây, Lạc Thất Thất nhìn qua, ánh mắt phức tạp. Trương sư. Dường như biết nàng muốn nói gì, Trương Huyền khoát tay áo. Ta từng truyền thụ ngươi luyện đan, giữa chúng ta có tình sư đồ, sư đạo tri ân lớn hơn trời. Tình không thể khống, nhưng lễ không thể bỏ. Ngươi hẳn rõ ràng, giữa chúng ta không có khả năng. Lúc trước chỉ là một hồi hiểu lầm, hiện tại ta và Lạc gia các ngươi đã loại bỏ hiểu lầm. Cũng có người mình thích, mong được tha thứ. Đã không thể cho đối phương hạnh phúc, thì phải đoạn tuyệt. Hắn không muốn dây dưa dài dòng, cũng không muốn chậm trễ đối phương một đời. Ta, thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất run rẩy. Triệu Nhã ở một bên, vẻ mặt cũng không khỏi ảm đạm xuống. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, học sinh, không có khả năng cùng lão sư có cái gì, nếu không chính là vi phạm lễ tiết, đạo nghĩa không cho phép. Tuy muốn theo đuổi hạnh phúc, nhưng cũng không làm được coi thường lễ tiết. Tốt rồi, đối với tu luyện giả mà nói, thực lực tăng lên mới là vương đạo, người tuổi tác không lớn, còn có mục tiêu cao hơn, về sau khẳng định sẽ còn gặp được người thích hợp hơn ta. Thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền mỉm cười. Không phải hắn lòng dạ ác độc, nhưng không thích chính là không thích, đây là không có cách nào sửa đổi. Các ngươi ở đây tu luyện, mau chóng tăng lên tâm cảnh, ta xem một chút có thể tìm được viên đào hay không. Trương Huyền khoát tay áo, vừa định nói hết lời, liền nghe truyền âm. Chủ nhân, cây này ta có thể đào đi, muốn mang theo không? Đào đi. Trương Huyền sững sờ. Ta xem như trận tâm của một phương thế giới, một gốc cây mà thôi, tự nhiên có thể lấy đi. Thanh âm tự ngạo của Lý Ngư vang lên. Chương 3314, Công Tây Thanh 1. Vậy thì mang đi. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Vừa rồi liền nghĩ, nếu có thể mang đi cây này thì thật tốt, hắn cũng có thể mượn cơ hội đột phá đến tâm cảnh cổ thánh, không nghĩ tới Lý Ngư có thể làm được. Suy nghĩ một chút liền hiểu, con cá này là hạch tâm của thế giới độc khí, mà thế giới này đối ứng chính là tầm điện, cả hai nhất định có quan hệ không thể tước đoạt, Khổng Sư lưu nó lại, khẳng định cũng có mục đích cùng tính toán. Tốt! Nghe được dặn dò, Lý Ngư bay ra, đuôi lay động, nhảy vào hồ nước trong hoa viên. Cô cục cục. Nước trong hồ xoay chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy dần dần bay lên, nhẹ nhàng bao một cái, liền bao phủ bồ đề thụ ở bên trong, để nó thoát khỏi mặt đất. Cái này! Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, ngay sau đó tinh thần khẽ động. Phần phật! Cây cối cùng ao nước đồng thời bị thu vào không gian gấp, trồng ở một chỗ trống, cách đó không xa tạo thành một hồ nước, Lý Ngư dạo chơi trong đó, thỉnh thoảng gây nên bọt nước. Trương Huyền vội vàng nhìn lại cây cối, chỉ thấy bồ đề thụ vừa mới trồng vào, cũng không có bởi vì di chuyển mà trở nên uể oải, ngược lại cành lá càng thêm rậm rạp, cùng bồ đề thụ lấy từ Hồng Viễn Hoàng thất kết nối chung một chỗ, tạo thành một thông đạo có thể bổ dưỡng linh hồn cùng tăng lên tâm cảnh. Có cây này, tâm cảnh ta xung kích cổ thánh không khó lắm. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Cây này đặt ở không gian gấp, tùy thời có thể đi tu luyện, xung kích tâm cảnh cổ thánh tất nhiên sẽ đơn giản hơn không ít. Đương nhiên, phương pháp nhanh nhất chính là ăn một cái bồ đề quả, chỉ bất quá tâm cảnh của hắn tấn cấp trong tầm mắt, tu vi còn kém rất xa, trực tiếp nuốt, có chút lãng phí, còn không bằng để lại cho cha mẹ, hiệu quả càng lớn. Lão sư, thấy bồ đề thụ bị lấy đi, đám người Triệu Nhã nghi ngờ nhìn qua. Các ngươi vào không gian gấp tu luyện đi. Không còn cây cối, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, Trương Huyền vung tay lên, thu ba nữ hài vào không gian. Để các nàng chậm rãi tu luyện, bản thân thì lao ra tầm điện. Hô hô hô, tám thanh niên chư tử bách gia bị bẻ gãy tứ chi ném ra, tất cả đều tức đến không ngừng run rẩy, mặt mũi phát điên. Công Tây Thanh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nuốt vào đoạn tục đan, xương cốt đứt gãy bắt đầu chậm rãi khôi phục, một thanh niên nhìn không được nữa hỏi. Công Tây Thanh chính là thanh niên cầm đầu vừa rồi, hậu nhân của Tử Hoa Cổ Thánh. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Sắc mặt Công Tây Thanh tái xanh, hàm răng cắn chặt. Thân là hậu nhân của chư tử Bách Gia, đám người danh sư đại lục ở trong mắt bọn hắn, cùng thổ dân không có gì khác nhau. Sự tình đi vào khổng miếu này, có thể được bọn họ mượn dùng, hẳn nên kiêu ngạo mới phải,
không nghĩ tới bảo vật bị cướp đi không nói, còn đánh hắn thành như vậy, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nhất định phải trừng phạt. Thực lực của hắn không mạnh, nhưng Lạc Thất Thất kia không phải chúng ta có thể chống lại. Triệu Nhã cùng Ngụy Như Yên, hiện tại đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, chúng ta căn bản không chống lại được. Những người khác cũng nghị luận lên. Tuy phẫn hận, nhưng cũng rõ ràng, thực lực của ba người này quá mạnh, căn bản không phải bọn họ bây giờ có thể chống lại. Chúng ta tự nhiên không phải đối thủ, có điều tổn thất Bồ Đề quả, chuyện này lão tổ khẳng định sẽ nhúng tay, hiện tại ta liền đưa tin cho hắn. Công Tây Thanh hừ một tiếng, cố nén đau nhức kịch liệt, lấy ra một cái ngọc bài đặc thù, kể chuyện mới vừa phát sinh qua, có điều không nói tỉ mỉ là ai làm, chỉ nói Bồ Đề quả bị người đoạt, bọn họ bị trọng thương. Tin tức mới vừa truyền ra ngoài không lâu, một cảm giác áp bách nồng đậm cuốn tới, để cho người ta hô hấp không thoải mái. Ngay sau đó một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, vẻ mặt âm trầm xuống. Chương 3315, Công Tây Thanh 2. Chuyện gì xảy ra? Nói xong, ngón tay điểm một cái, một giọt máu chia làm 8 phần tràn vào trong cơ thể 8 người, lúc trước tứ chi đứt gãy, ở dưới huyết khí bao phủ, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cường giả cổ thánh tích huyết trùng sinh, bóng đen này, lại là cường giả cổ thánh. Lão tổ, người nhất định phải làm chủ thay chúng ta. Công Tây Thanh khôi phục lại, mang theo đám người đồng thời quỳ xuống đất. Ai làm? Bóng đen híp mắt lại. Bộ dáng hắn hơn 60 tuổi, không có râu, đôi mắt mang theo sát ý, có điều vẻ mặt hơi trắng xám, cũng không biết là xuyên toa không gian quá nhanh, xuất hiện phản phệ, hay là gặp nguy hiểm gì. Là một vị danh sư của danh sư đại lục. Công Tây Thanh cắn răng. Chúng ta mang theo Ngụy Như Yên hái Bồ Đề quả, tên này tới, ngang nhiên cướp trái cây đi, còn đánh chúng ta trọng thương, bẻ gãy tứ chi. Các ngươi có nói thân phận bản thân hay không? Nói, chúng ta nói mình là người Chư Tử Bách Gia, những trái cây này chúng ta hữu dụng, hơn nữa còn nói sẽ phân ra một ít, cho hắn làm thù lao. Kết quả người này vẫn ra tay với chúng ta. Công Tây Thanh tiếp tục nói. Người danh sư đại lục, lúc nào phách lối như vậy? Bóng đen gầm thét, khí tức trên người bỗng nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo nghiền ép đến, làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy, không dám nói chuyện lớn tiếng. Chư Tử Bách Gia cùng danh sư Đường, đồng dạng truyền thừa Khổng Sư, đều chú ý quy củ, người bọn hắn thúc trái cây phát triển, tên này lại ra tay cướp đoạt, mảy may quy củ cũng không nói, cùng dị linh tộc khác nhau ở chỗ nào. Lão tổ nhất định phải làm chủ cho chúng ta, giết tên kia. Coi như không giết, cũng phải bẻ gãy tứ chi, cho hắn biết đánh đổi. Thấy lão tổ nổi giận, đám người đều gào thét. Yên tâm, nhất định sẽ thay các ngươi làm chủ. Bóng đen gật đầu, thần thức lan ra, thanh âm vang lên. Vị danh sư vừa rồi đi vào kia, là hậu bối của vị bằng hữu nào? Nếu có, xin cho ta cái bàn giao, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hô! Tiếng gió rít gào, không có một chút hồi âm. Xem ra không phải đời sau một vị cổ thánh nào đó, đã không có người che chở, vậy đừng trách ta không khách khí. Thấy không có người trả lời, bóng đen hừ lạnh một tiếng, trên người tuôn ra sát khí. Vừa định tiếp tục nói chuyện, liền nghe bọn hậu bối trước mặt trở nên kích động. Lão tổ, cái tên này đi ra. Thanh âm kết thúc, phía trước quang mang nhẹ nhàng vụt qua, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt. Nhất định phải để cho hắn biết lợi hại. Công Tây Thanh cắn răng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão tổ thân thể cứng đờ, vẻ mặt khó tin. Các ngươi nói cướp đoạt Bồ Đề quả chính là Trương Huyền. Không sai, chính là hắn. Công Tây Thanh gật đầu. Ta còn có việc, đi trước một bước, chính các ngươi xử lý. Hô! Tiếng nói kết thúc, bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Công Tây Thanh. Đám người. Chương 3316, Thế giới Thạch Lâm 1. Đám người Công Tây Thanh đều bối rối. Đây chính là lão tổ của bọn họ, cường giả cổ thánh, luôn mồm muốn vì bọn họ chủ trì công chính, kết quả vừa nhìn thấy là Trương Huyền, xoay người rời đi, không có chút do dự nào. Chuyện gì xảy ra? Tên này không phải là kim thân cảnh đại viên mãn ư? Làm sao cảm giác, lão tổ không dám tới đối mặt? Đám người Công Tây Thanh cảm thấy buồn bực, lão tổ càng tức hộc máu. Hắn chính là vị cổ thánh trước đó ở bên ngoài đại thành điện, bị yêu dị huyền đao bổ tổn thương lưu lại huyết dịch kia. Đối mặt kim thân cảnh, hắn tự nhiên không quan tâm, nhưng trong tay đối phương nắm giữ cổ thánh trường đao,
hơn nữa Trương Hoàng Thiên cũng một mực bảo vệ, không biết ở nơi nào. Hiện tại đã bị thương, nếu thật để cho một người một đao kia vây nhốt, làm không cẩn thận sẽ vẫn lạc ở đây. Cổ Thánh không dễ dàng vẫn lạc, thật bị giết, sẽ thành một thân bảo bối. Vốn nghĩ vị Trương Huyền này, có thể đi vào Đại Thành Điện, là bởi vì nghiên cứu triệt để thiên phù của Trương gia, cùng Tẩm Điện không có bất cứ quan hệ nào, không nghĩ tới quay một vòng, lại đụng vào nhau. Mấy người bọn hắn đang làm đại sự, tạm thời không thể quấy nhiễu, chờ làm xong lại tìm bọn họ, cùng một chỗ đòi danh dự trở về. Trong lòng hắn hừ lạnh. Chư tử Bách gia cường giả như mây, tự nhiên không có khả năng chỉ có một vị cổ thánh, bất quá những người khác đều có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ có thể phân ra hắn chăm sóc rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Vốn cho rằng bất luận danh sư đường hay dị linh tộc, có mình tọa chấn, đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám láo xược, làm sao cũng không nghĩ đến. Mới lộ diện một cái liền bị người bổ tổn thương. Càng nghĩ càng thấy khổ cực. Bất quá có thể trở thành cổ thánh, tình cảnh gì chưa thấy qua, cứ nhịn xuống, chờ những người khác hội tụ lại đi tìm phiền toái. Tay cầm yêu dị huyền đao, Trương Huyền đi ra phòng ấn. Đánh người chư tử Bách ra một trận, biết chắc sẽ dẫn tới cổ thánh, vì lẽ đó trước thời hạn làm chuẩn bị. Cổ thánh không lộ diện, cất giấu mà nói, muốn giết hắn gần như không có khả năng, một khi lộ diện. Dựa vào yêu dị huyền đao cùng thiên đạo chi thư, cũng không có gì phải sợ hãi. Đi ra phòng ấn, ngay sau đó nhìn thấy 8 người, đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, nhìn mình, mặt mũi tức giận, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Khôi phục. Trương Huyền nhíu mày, thận trọng nhìn bốn phía. Mặc dù đoạn tục đan có thể làm cho tứ chi bẻ gãy khôi phục, nhưng cần tĩnh dưỡng ít nhất mấy ngày, lúc này mới bị ném ra không đến 10 phút liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ có cổ thánh ra tay. Nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, không thèm để ý 8 thanh niên nơm nớp lo sợ, thân thể vụt qua rời đi. Lần nữa trở lại thế giới khí độc, không còn Lý Ngư tọa chấn, độc trùng bên cạnh hồ nước càng ngày càng nhiều, toàn bộ sinh thái thoạt nhìn có chút lộn xộn. Dọc theo lối ra rời đi, sau một khắc, đi tới một thế giới tràn đầy nham thạch. Như đi vào sơn mạch trụi lủi, một chút lục sắc cũng không có, bốn phía đều là nham thạch to lớn. Tạo thành rừng đá liên miên chập trùng. Nơi này không có sa mạc khô hanh, cũng không có linh khí đầy đủ như thế giới rừng rậm, có điều rất nhiều nham thạch kỳ quái, mỗi một cái đều không giống nhau, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt. Hình như những nham thạch này đang diễn biến một loại công pháp và chiêu số. Nhảy lên một nham thạch cao vút, Trương Huyền nhíu mày. Trước mắt xuất hiện rừng nham thạch, hình thái khác nhau, giống như từng cường giả bày ra pháp quyết tu luyện hoặc võ kỹ. Thử một chút thì biết. Tùy tiện nhìn sang, trong tay dựa theo tư thế của đối phương, chậm rãi mô phỏng, quả nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể, dựa theo phương thức đặc thù lưu chuyển, sau một khắc, bàn tay nhẹ nhàng run lên. Lạch cạch. Không khí xuất hiện thanh âm bắn nổ, một lỗ nhỏ đen kịt xuất hiện ở phía trước. Quả nhiên là võ kỹ. Mạnh như vậy. Chương 3317, Thế giới Thạch Lâm 2. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hắn chỉ tùy tiện mô phỏng theo, không có nghiêm túc tu luyện, liền có uy lực như thế, chẳng lẽ nhiều đá như vậy, thật hợp thành từng bộ tu luyện mạnh mẽ. Nếu thực như thế, từ nơi nào bắt đầu tu luyện, trình tự là cái gì, nếu như trình tự luyện sai, lại sẽ thế nào? Trước mặc kệ, tìm lối ra lại nói. Tìm lối ra, liền có thể tìm phân điện đối ứng, đối với hắn mà nói, những thế giới này chỉ là khảo nghiệm, bảo vật chân chính là ở trong khổng miếu. Lần nữa tuyển một phương hướng, sải bước bay lượn. Sau nửa canh giờ, dọc theo dấu vết nhân loại hoạt động truy tìm, thời gian không dài, quả nhiên thấy một đám danh sư, đứng ở trong chỗ trống, đang không ngừng tranh luận. Trình tự của ta là đúng, dựa theo ta tu luyện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta mới là đúng, người rõ ràng là sai lầm. Các ngươi đều sai, vừa rồi ta đã dựa theo cái này tu luyện, công pháp tinh tiến không ít, không tin chúng ta tỉ thí một phen. Cũng đừng tranh giành, động thủ ra kết quả thật, mọi người dùng thực lực nói chuyện đi. Mấy vị danh sư đang khi nói chuyện, ra tay đánh nhau, tiếng gió rít gào, lực lượng bắn ra tứ phía. Bất quá bọn họ đều sẽ khống chế khí tức, tận lực không thương tổn bốn phía. Giống như những người lúc trước nhìn thấy ở kiếm chỉ kia, đã mê mẩn. Nhìn một hồi, Trương Huyền lắc đầu. Lúc trước ở kiếm chỉ, nhìn thấy qua loại tình huống này. Rất nhiều danh sự ý kiến không hợp mà ra tay đánh nhau, không nghĩ tới ở đây cũng giống vậy. Rất nhanh, một người trong đó thắng được.
Uy lực của ta lớn nhất, khẳng định trình tự là cái này, như vậy bắt đầu tế bái đi. Danh sư thắng được thỏa mãn gật đầu nói. Tốt, vậy thì dựa theo phương pháp của ngươi. Những người khác đồng ý. Tế bái. Trương Huyền không hiểu ra sao. Làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Danh sư không phải từ trước tới nay không e ngại quỷ thần, không tôn sùng tế tự ư. Ẩn giấu ở một bên, tiếp tục quan sát. Danh sư thắng được lấy ra bảo vật, đặt ở trước tảng đá, tiến hành tế tự, thời gian không dài thì thiêu đốt lên, thả ra quang mang kim sắc. Ngay sau đó, một bóng người bất ngờ hiện lên ở trên tảng đá, tay chân vũ động, đang biểu diễn một loại công pháp pháp quyết nào đó. Vừa rồi mọi người tu luyện chỉ là ngoại hình, mà đây là ở bên trong vận chuyển chân khí pháp quyết. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Bóng người trên tảng đá, thi triển chính là một phương thức vận chuyển nội thức, cùng đám người vừa rồi diễn luyện có chút tương tự, nhưng lại không quá tương đồng. Vẫn không đúng, trình tự của ta cùng những nội thức này kết nối không lên. Phốc! Danh sư thắng được tu luyện một hồi, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu số cùng nội thức vận chuyển khác biệt, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hắn tự cho là đã tìm đúng, không nghĩ tới vẫn sai. Nghiên cứu lần nữa, lần này không thể lại sai, nếu không chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này. Danh sư thắng được bất đắc dĩ lắc đầu, hừ một tiếng, đang muốn tiếp tục nghiên cứu, chỉ thấy một thanh niên bay tới. Chư vị, ta vừa đến nơi đây, không biết các người đây là đang làm cái gì. Chương 3318, sắp xếp 1. Người đến chính là Trương Huyền. Nhìn thấy cách làm của đám danh sư này, hắn thật không rõ ràng được. Danh sư không kính quỷ thần, không truy xét nhân quả, bây giờ lại tế tự giống như dị linh tộc, mấu chốt nhất là, nghe giọng nói của đối phương, muốn rời khỏi liên quan đến những cử động này, trong lòng nghi ngờ, kìm nén không được bay ra. Yêu dị huyền đao tấn cấp, cho dù có cổ thánh dị linh tộc cũng không e ngại, lại không cần thiết che giấu tung tích, bởi vậy lần này không có ngụy trang. Bất quá mấy vị danh sư trước mắt dường như cũng không nhận ra, từng cái trên mặt cảnh giác. Suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, có thể đi vào Khổng Miếu, hầu như đều là thái thượng trưởng lão của một thế lực quanh năm bế quan, những người này, không nghe thế sự đã lâu, Trương Huyền huyên náo động tĩnh mặc dù lớn, nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Tại hạ cũng là danh sư. Thấy mọi người tràn đầy cảnh giác, Trương Huyền đành phải cười cười, treo huy chương của mình ở trước ngực. Nguyên lai là đồng đạo, làm sao, lạc đàn. Nhìn thấy huy chương, đám người thở phào nhẹ nhõm. Danh sư vừa rồi thắng được nhìn lại. Tu luyện mê mẩn, quên thời gian. Trương Huyền nói. Nơi này ghi lại vô số bí tịch mạnh mẽ, để cho người ta hoa mắt, quả thực rất dễ dàng rơi vào trong đó. Có điều một người tu luyện, vậy mà không tẩu hỏa nhập ma, người cũng đủ may mắn. Danh sư thắng được cười cười. Nói chuyện với nhau một hồi, Trương Huyền biết vị danh sư thắng được này tên là Mộc Tư, là người Mộc gia. Bế quan 300 năm, vừa mới đi ra. Cái gì cũng không biết. Cho dù nói ra tên thật của mình, cũng không có phản ứng quá lớn. Vừa rồi ta nhìn thấy chư vị tu luyện chiêu số, tiến hành tế tự, sau đó trên vách tường xuất hiện bóng người. Đây là có chuyện gì? Trò chuyện một hồi, dần dần quen thuộc, Trương Huyền hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Trong rừng đá này quỷ phủ thần công, ẩn chứa vô số võ kỹ cùng công pháp, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra. Mục Tư giải thích. Chỉ bất quá. Những pháp quyết này cực kỳ lộn xộn, muốn triệt để học được, cần bản thân tìm trình tự, đánh thức ấn ký của tiền bối ẩn giấu ở trong viên đá, công pháp, nội thức dung hợp, liền có thể phá vỡ thế giới này, đi vào phân điện đối ứng. Đi vào phân điện. Trương Huyền sững sờ. Còn là lần đầu tiên nghe danh sư bị vây ở trong rất nhiều thế giới nói ra lời này. Đúng vậy, trước đó đã có người hoàn thành, chúng ta xem như tương đối chậm, đến bây giờ còn không có thành công. Mộc Tư cười khổ. Ý của ngươi là, có người tiến vào phân điện, vậy ngươi có biết phân điện kia tên gì không? Trương Huyền nhìn qua, gọi thánh tích điện, ẩn chứa thánh tích của Khổng Sư cùng 72 thánh, những rừng đá này, chính là công pháp bí tịch bọn họ lưu lại, đi vào phân điện, hẳn có thể thu được truyền thừa. Vì lẽ đó, chúng ta một mực gắng sức tìm kiếm quy luật. Nếu ngươi tới, vậy thì cùng một chỗ, ngộ nhỡ tìm được trình tự công pháp, liền có thể giống như những người khác, đi vào phân điện. Mộc Tư nói, Trương Huyền hiểu được, phương pháp đi vào phân điện ở rừng đá này, khác biệt với thế giới khác. Thế giới khác là tìm lối ra, ở phía trên phá vỡ không gian liền có thể phát hiện, mà cái này, cần tìm quy luật công pháp mà rừng đá lưu lại. Nhiều đá như vậy,
làm sao có thể nghiên cứu. Biết phương pháp đi vào phân điện, Trương Huyền lại không lo lắng, mà nghi ngờ hỏi. Bốn phía chừng mấy vạn khối, xem xong toàn bộ, sắp xếp trình tự, còn không mệt chết. Chương 3319, sắp xếp 2. Đá cũng phân khu vực, đá ẩn chứa thánh tích hư ảnh của một vị tiền bối, hư ảnh bao phủ ở trong đá, đại khái một vạn khối, có thể thấy được hình thái ẩn chứa công pháp, nhưng cũng có rất nhiều đá trơn, ẩn chứa pháp quyết đại khái 1000 khối, sau đó từ trong những tảng đá này tìm kiếm quy luật. Mục Tư giải thích. Trương Huyền giật mình. Trên đường tới, hắn nhìn cũng không phải là tất cả đá đều ẩn chứa công pháp, chỉ là không có tính toán kỹ càng, không nghĩ tới là quan hệ 9 so với 1. Bởi như vậy, phạm vi liền rút nhỏ không ít, giảm bớt không ít lượng công việc. Thời gian không thể bị dở dang, nắm chặt thời gian nghiên cứu đi. Trò chuyện một hồi, Mục Tư không nói thêm lời, lấy ra một thanh bảo kiếm, không ngừng khắc họa ở trên mặt đất, tựa hồ tìm kiếm một loại quy luật nào đó. Thấy mọi người lại bắt đầu thảo luận, thân thể Trương Huyền nhảy lên, đi tới trên một khối đá đổ sộ, quay đầu nhìn bốn phía. Đối phương nhắc nhở, quả nhiên phát hiện bốn phía rất nhiều đá, lấy tảng đá trước mắt làm tâm điểm tiến hành phân bố có quy luật, trong đó đủ loại đá ẩn chứa võ kỹ, không nhiều không ít, vừa vặn 1000. Thiếu hụt, tinh thần khẽ động, rất nhiều tượng đá khắc sâu vào trong óc, hình thành một quyển sách. Lần nữa nhìn về phía trên mặt đất, rất nhiều danh sư khắc họa ra mấy trăm loại sắp xếp tổ hợp. Phần phật, rất nhiều tin tức hội tụ vào một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng mở thư tịch ra. 47 chỗ thiếu hụt. Tìm ra 47 chỗ, lần nữa sửa sang lại trình tự, biến thành 45 chỗ, liên tục điều chỉnh hơn 10 lần, rốt cục không một chỗ sai lầm, hoàn mỹ vô khuyết. Xem ra trình tự này là chính xác. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía đám người. Lúc này đám người Mục Tư dường như lại riêng phần mình nghiên cứu ra một trình tự chính xác, không ngừng tranh luận. Không cần nhiều lời, tiếp tục tỉ thí đi, ai mạnh mẽ, trình tự của hắn là đúng. Mục Tư khoát tay áo. Tốt, mọi người đồng thời gật đầu, vừa định luận võ, chỉ thấy Trương Huyền một mực bốn phía quan sát bay tới. Chư vị, ta cũng tìm ra một bộ trình tự, cảm giác không sai, có thể gia nhập không? Đừng làm loạn, người vừa mới tới, có thể tìm ra quy luật gì? Chúng ta bị nhốt 8-9 canh giờ, cũng không tìm được chính xác. Mục Tư nhíu mày. Người trẻ tuổi, khiêm tốn một chút, đừng mơ tưởng xa vời, vừa tới phải nhìn nhiều học nhiều, mà không phải thể hiện bản thân. Chúng ta tỉ thí, nhìn xem trình tự của ai càng đúng, người tới một bên nghỉ ngơi, chờ biết rõ ràng những tảng đá này đại biểu ý nghĩa gì lại nói. Nhiều đá như vậy, riêng phần mình biểu thị chiêu số khác biệt, người có thể nhận ra bao nhiêu. Ghi nhớ bao nhiêu, những cái này cũng không làm được, còn nói gì sắp xếp. Mấy vị danh sư khác cũng khoát tay áo. Bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không hiểu ra sao, một cái vừa tới liền tham gia, nói đùa gì đó. Ta, không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Bất quá tưởng tượng liền rõ ràng, hắn đi tới chẳng qua 5-6 phút, đổi lại danh sư bình thường, hình thái 1000 tảng đá khả năng cũng không nhớ rõ, đừng nói sắp xếp chính xác, tìm ra một bộ công pháp tu luyện chính xác. Không để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục thảo luận. Không thèm để ý, Mục Tư gọi đám người, tiếp tục dùng trình tự vừa mới suy đoán tiến hành tỉ thí, còn không có kết thúc, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa năng lượng bay lên, chỉ thấy thanh niên vừa tới chẳng biết lúc nào đã kích hoạt lên một tảng đá, hư ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chương 3320, Thánh Tích Điện 1. Đây là lãng phí. Không nghĩ tới không để ý tên này, chính hắn dùng bảo vật tế tự tiên tổ, dẫn ra thánh tích, Mục Tư nhướng mày. Tế tự cần tiêu phí rất nhiều bảo vật, coi như bọn họ là danh sư cửu tinh, cũng không dám lãng phí, tên này ngược lại tốt, đi tới không đến 5 phút, cái gì cũng không có hiểu rõ, liền bắt đầu. Có cần không đáng tin cậy như vậy hay không? Không biết trời cao đất rộng, thất bại một lần, liền biết trình tự của những pháp quyết này, cần cẩn thận nghiên cứu, không phải tự cho là đúng. Đúng vậy, chờ chịu thiệt đi. Bóng người trên tảng đá bắt đầu vũ động, Trương Huyền theo sát ở sau lưng. Thư viện sửa sang lại trình tự thi triển ra. Một chiêu một thức, hoàn mỹ phù hợp. Cái này, đám người ngẩn ngơ. Bọn họ nghiên cứu 8-9 canh giờ, cũng không có tiến bộ quá lớn, cái tên này mới đến 5-6 phút liền phù hợp. Từng cái con mắt trừng lớn, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đúng, chiêu số của hắn cùng bóng người đã không phù hợp.
Nhìn một hồi, Mộc Tư đột nhiên mở miệng. Đám người vội vã nhìn sang, quả nhiên thấy chiêu số của thanh niên đã cùng bóng người có chút sai số, chiêu số cùng chân tức có khác biệt. Ta liền nói, không có khả năng một lần hoàn thành. Nhìn thấy khác biệt, đám người thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ rất muốn rời đi nơi đây, nhưng thật để cho tên này không đến 5 phút tìm ra trình tự chính xác, mặt của bọn hắn đặt nơi nào. Cũng có thể không cần a. Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy xuất hiện sai số, tất cả đều cảm thấy vui mừng. Bất quá vui vẻ còn không có kết thúc, liền thấy thanh niên ngừng lại, nhăn mày nhìn về phía hư tượng trước mắt, tràn đầy không vui. Ngươi tu luyện sai trình tự. Phốc, bóng người phun ra máu tươi. Đám người Mộc Tư. Dựa theo ta, như vậy mới hoàn mỹ. Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên, lần nữa dựa theo trình tự của mình tu luyện, bóng người trong viên đá dừng lại một chút, đi theo học được. Bọn người Mộc Tư nói không ra lời, từng cái biểu lộ quái lạ. Bọn họ ở đây tìm 8-9 canh giờ, cũng không có tìm tới trình tự chính xác, cái tên này vừa đến, chẳng những tìm đúng, còn chỉ điểm bóng người, nói hắn luyện sai. Lưu lại thánh tích. Không phải Khổng Sư chính là một vị trong 72 thánh. Nói hắn luyện sai, đám người chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Này mới đúng nha, như vậy thử một chút, có phải cảm thấy uy lực chiêu số càng lớn hay không? Cùng nội tức phối hợp tốt hơn hay không? Rất nhanh diễn luyện xong, Trương Huyền thỏa mãn ngừng lại, nhìn về phía bóng người trong viên đá. Răng rắc, bóng người cũng không trả lời, nhẹ nhàng vụt qua, biến mất không thấy gì nữa, đá trước mắt lắc lư một cái. Xuất hiện một truyền tống to lớn. Xuyên thấu qua cửa đá, có thể nhìn thấy một cung điện, như ẩn như hiện, hẳn là có thể trực tiếp đi tới thánh tích điện. Cùng đi đi. Thấy thông đạo xuất hiện, Trương Huyền nói một tiếng, đi đầu đi tới. Cái này. Liếc mắt nhìn nhau, đám người Mộc Tư đành phải theo sát, cho tới giờ khắc này, đều cảm thấy có phải đang nằm mơ hay không. Chương 3321, Thánh tích điện 2. Đi vào cửa đá. Sau một khắc, đi tới một thế giới khác, quả nhiên thấy thánh tích điện đang ở cách đó không xa, Mộc Tư nhìn không được nữa, đi tới trước mặt Trương Huyền. Vừa rồi trình tự của ngươi, cùng thánh tích biểu hiện khác biệt, vì sao có thể mở cửa? Không chỉ hắn nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy khó tin. Vừa rồi tên này tu luyện chiêu số, cùng bóng người không thể hoàn mỹ phù hợp, nhưng vì sao bóng người nghe theo trình tự của hắn, hơn nữa còn mở cửa? Trước kia trình tự của bọn họ cũng khác biệt. Nhưng hộc máu là mình a hát. Ta điều chỉnh trình tự một chút, phát hiện bóng người lưu lại bộ công pháp này, bản thân liền có vấn đề, vì lẽ đó sửa đổi một chút, để nó càng thêm hợp lý, uy lực mạnh hơn. Bản thân hắn tu luyện chính là sai, biết ta mới đúng, tự nhiên sẽ học theo. Trương Huyền gật đầu. Thiên đạo thư viện đưa ra, đều là công pháp chính xác nhất, võ kỹ trong viên đá, bản thân liền có lỗi, mình hỗ trợ sửa lại, tự nhiên sẽ hân hoan nhảy nhót. Không chỉ tìm đúng trình tự, còn sửa chữa sai lầm. Đám người Mộc Tư chỉ cảm thấy vẻ mặt trắng bệch, kìm nén nói không ra lời. Bọn họ đến cùng gặp quái thai gì? Nhắm phân điện tiến lên, thời gian không dài đi tới quảng trường trước mặt, chỉ thấy nơi này có không ít người, hẳn đều giống như Mộc Tư, là từ thế giới Thạch Lâm tới chỗ này. Bất quá không có chuyển thế thiên phù, không vào phân điện được, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Trên vách tường phân điện, điêu khắc bích họa. Ghi lại vô số công pháp tu luyện, đám người chồng chất ở bên cạnh, xem xét tỉ mỉ, từng cái như si như say. Trước đó bọn họ chỉ có thể phỏng đoán trình tự, mà bây giờ, trình tự chính xác liền điêu khắc ở trên tường, giống như trước đó một mực kiểm tra, hiện tại có được đáp án, tất cả đều dụng tâm học tập, sợ bỏ qua cơ hội. Nhìn lướt qua, thu bích họa vào thư viện, lúc này Trương Huyền mới ngẩng đầu nhìn qua. Phần điện trước mắt này quả thực là thánh tích điện. Ba chữ to cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Đại môn mở ra, chỉ có phong ấn lưu giữ, đã có người tiến vào trong đó. Vào xem. Tiểu Phù Phù xuất hiện ở phía trước, Trương Huyền bay vào trong. Đi tới trước mặt phong ấn, đụng một cái, lập tức chui vào. Vèo, vèo. Mới đi vào đại điện, còn không có đứng vững, liền cảm thấy hai đạo kiếm mang bắn tới, đâm thẳng trái tim của hắn. Trương Huyền sầm mặt. Thân hình tiến lên ngừng lại, lắc lư hai lần tránh thoát kiếm mang. Nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy hai thanh niên đứng tại chỗ, riêng phần mình cầm trường kiếm trong tay, trong mắt thả ra sát cơ nồng đậm. Hai người kia mặc trang phục danh sư, thoạt nhìn cùng danh sư không có gì khác nhau, nhưng sát cơ nồng đậm,
cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm xuống địa ngục. Dị linh tộc, đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Không nghĩ tới, vậy mà ở nơi này gặp dị linh tộc. Nói như vậy, truyền thế thiên phù đối ứng thánh tích điện này, hẳn là bị bọn họ nắm tới tay. 6 cái truyền thế thiên phú, một cái tổng bộ danh sư đường, một cái Trương gia, một cái Lạc gia, còn lại 3 cái tung tích không rõ, Trương gia đối ứng đại thành điện, Lạc gia hẳn là tẩm điện, nếu không Lạc thất thất rất khó đi vào. Hiện tại nơi này xuất hiện dị linh tộc, phỏng đoán liên quan đến 3 cái còn lại. Dầm, ý nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, 2 dị linh tộc trước mắt cũng không cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều, đồng thời bàn tay run rẩy, kiếm mang lần nữa bắn tới. Kiếm khí tung hoành, lực lượng cực kỳ cường đại, 2 người này vậy mà đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Hừ, lông mày dương lên, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, long cốt thần thương xuất hiện, đâm tới một tên, cùng thời khắc đó, đám người kim nguyên đỉnh đổ ập xuống một tên khác. Chương 3322, Thánh Tích Thạch 1. Mấy hơi thở sau, 2 bất hủ cảnh đại viên mãn bị chém giết tại chỗ. Hiện tại coi như Trương Huyền không sử dụng 5 đại vương giả, Dễ Cây, Lý Ngư, cũng không phải 2 dị linh tộc kia có thể chống lại. Thu thi thể vào chữ vật giới chỉ, tiếp tục đi đến phía trước. Xuất hiện ở trước mắt chính là đại điện rộng rãi, 4 phía treo đầy chân dung, trên mỗi một bức họa đều thả ra quang mang ôn nhuận, vừa tiến vào trong, lập tức cảm thấy cảm giác áp bách nồng đậm, linh hồn lực yếu kém sẽ nửa bước khó đi. Đối với linh hồn người có tác dụng rèn luyện cực lớn. Đi tới một bước, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đại thành điện nắm giữ cổ thánh lực, có thể để người ta thành công tấn cấp cổ thánh, tẩm điện nắm giữ bảo vật để cho người ta tăng lên tâm cảnh, mà ở trong này, rất hiển nhiên có thể rèn luyện linh hồn, để cho hồn lực tăng thêm. Đi tới mấy bước, cũng không phát hiện những người khác, Trương Huyền nhíu mày. 2 dị linh tộc giữ cửa, rõ ràng là sợ có nhân loại xông tới, đã như vậy, bên trong khẳng định còn có dị linh tộc khác đang tìm kiếm bảo vật hạch tâm của thánh tích điện. Làm sao không thấy tung tích? Cái cung điện này có cái gì? Trong lòng hơi động, nhìn về phía truyền thế mẫu phù. Tên này ký ức bị phong cấm, đi vào cung điện đối ứng mới có thể đánh thức, hiện tại đến thánh tích điện, nơi này có cái gì, nên biết hết sức rõ ràng. Thánh tích điện, trọng yếu nhất chính là thánh tích thạch khổng sư lưu lại. Thứ này ẩn chứa thánh tích khổng sư lưu lại, đối với linh hồn có hiệu quả cực lớn. Quả nhiên giống như đạt được một loại ký ức nào đó, tiểu phù phù giải thích nói. Thánh tích thạch, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ở đâu? Phu hồn của hắn đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, liền không chút tăng trưởng, nếu như có thể tìm được thứ này, nhất định có thể nhanh chóng tăng thêm, phá tan tâm huyết lai chiều cũng chưa biết chừng. Ngay ở đằng sau phân điện, từ cái cửa kia ra ngoài, liền có thể nhìn thấy. Tiểu phù phù vặn vẹo một chút. Tốt, biết vị trí xác thực, Trương Huyền lại không quản chân dung 4 phía, sải bước đi thẳng về phía trước. Đi ra cung điện cửa, quả nhiên thấy một tiểu viện rộng lớn xuất hiện tại phía trước. Trong sân, đâu đâu cũng có đá, như một rừng đá cỡ nhỏ. Vài dị linh tộc đang ngồi ở trước cửa vào không xa, mày nhíu chặt lại, không ngừng vò đầu bứt tai, tựa hồ tính toán cái gì, mà tìm không thấy đầu mối. Ở chính giữa rừng đá, là một bệ đá không lớn, phía trên bày một viên đá hình tròn, bóng người ở phía trên di động, tản mát ra quang mang ôn nhuận, cho người ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Bọn họ đang làm gì? Trương Huyền không có sốt ruột tiến lên, mà hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên đá kia chính là thánh tích thạch, đám dị linh tộc này không đi lấy, ngồi ở đây làm gì? Bọn họ không phải không muốn vào, mà là vào không được, thánh tích lâm thoạt nhìn đơn giản, nhưng chỉ có một con đường, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ bị kiếm khí ẩn giấu ở trong đó đánh chết tại chỗ. Tiểu phù phù hừ một tiếng. Kiếm khí. Trương Huyền sững sờ. Lần nữa nhìn lại, quả nhiên thấy có vài dị linh tộc đi ở phía trước, hai mắt đã nhắm nghiền, cắt đứt hô hấp. Người có biết con đường tiến vào chuẩn xác không? Trương Huyền nhìn qua. Không biết. Chương 3323, Thánh Tích Thạch 2. Tiểu phù phù lắc đầu nói. Đây là khổng sư lưu lại khảo hạch hậu nhân, tự nhiên không thể tùy tiện trao cho, có điều có lẽ liên quan đến những thế giới trước đó thông qua. Ngươi nhìn kỹ một chút, những tảng đá này. Mỗi một cái đều ẩn chứa công pháp chiêu số, những chiêu số này dựa theo trình tự chính xác kết nối, hẳn là mấu chốt tiến vào. Cũng phải. Nhìn kỹ lại, Trương Huyền quả nhiên thấy rừng đá tương tự ngoại giới, đều ẩn chứa một loại công pháp và chiêu số nào đó. Thiếu hụt.
Có kinh nghiệm trước đó, Trương Huyền thu thập chiêu số trong tượng đá, rất nhanh tạo thành một bộ pháp quyết. Bởi vì không có tham khảo, sai lầm rất nhiều. Dựa theo phương vị dị linh tộc tiến vào, sửa đổi một chút, sai lầm lập tức ít đi rất nhiều. Liên tục sửa đổi hơn 100 lần, rốt cục tạo thành trình tự chính xác, lại không một chỗ sai lầm. Ta đã suy tính ra trình tự, dựa theo cái trình tự này, có thể thông qua tượng đá ư? Trương Huyền hỏi. Chỉ cần trình tự chính xác, liền có thể tiến vào bên trong, có điều ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm, nếu không Khổng sư lưu lại kiếm khí, không dễ dàng phá giải như vậy. Tiểu Phù Phù có chút lo lắng. Trương Huyền gật đầu, đang muốn đi, đột nhiên dừng lại. Trình tự của những tảng đá này, đại biểu một bộ công pháp, nếu như bộ công pháp này, bản thân có sai lầm thì sao? Thiên đạo công pháp của hắn có thể bảo đảm là chính xác nhất không sai, nhưng đáp án của đối phương chưa chắc là chính xác nhất a hát. Giống như trước đó ở thế giới Thạch Lâm gặp phải, bóng người xuất hiện sai lầm, còn có thể sửa lại, kiếm khí xuất hiện sai lầm. Sẽ chết người đấy. Huyền đao. Dừng lại một chút, Trương Huyền lấy ra huyền đao đặt ở lòng bàn tay. Nếu quả thật có kiếm khí, yêu dị huyền đao khẳng định có thể chặn lại, không đến mức bị đánh chết tại chỗ. Ta tiến vào, mấy người các ngươi theo ở phía sau, một khi những dị linh tộc kia làm loạn, đập chết ngay tại chỗ. Ngàn vạn lần không thể cho trốn. Để Kim Nguyên Đỉnh cùng 5 đại vương giả đi theo, lúc này Trương Huyền mới dựa theo thư viện cho ra trình tự đi vào. Cửa ra vào thế giới Thạch Lâm hắn cũng không tìm tới, có điều dựa theo quy luật của thế giới khác, lối ra cùng trình tự công pháp có lẽ cùng nơi này là hoàn toàn tương đồng. Như vậy tương đương tìm được trận tâm, đến lúc đó có thể trực tiếp phá giải chướng ngại trước mắt, đạt được thánh tích thạch. Nếu đã đến nơi này, trở về thí nghiệm, khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ hy vọng Khổng sư lưu lại vật đừng có sai lầm. Đi tới trước mặt, thân ảnh sát qua, không có kích động công kích. Ngay sau đó Trương Huyền đi vào trong. Ngươi, đi vài bước, liền thấy dị linh tộc ở trong đó vào đầu bứt tai, chẳng muốn để ý, thân thể nhẹ nhàng vụt qua, đã vượt qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Tự tìm cái chết, thấy nhân loại đột nhiên xuất hiện kia trực tiếp lao vào, cái gì cũng mặc kệ, đám dị linh tộc cười lạnh. Đồng bạn chết mấy cái, hiện tại bọn họ cũng coi như thăm dò quy luật, biết nơi này không thể làm loạn, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Tên này vừa đến liền nhảy vào, vừa vặn có thể dò đường cho bọn hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, cười lạnh nhìn về phía thanh niên đi vào rừng đá, ai biết đối phương càng đi càng sâu, không bị một chút tổn thương. Không đúng, hắn biết đường đi, mau đuổi theo. Nhìn thấy cái này, ngủ nữa cũng rõ ràng, tên này khả năng biết lộ tuyến, dị linh tộc cầm đầu hét lớn một tiếng, muốn đuổi theo, còn chưa đi mấy bước, liền cảm thấy từng đạo sát khí nghiền ép đến, vội vàng quay đầu. Ngay sau đó nhìn thấy một đám thánh thú và vài kiện vũ khí đồng loạt đi tới trước mặt. Động thủ. Kim Nguyên Đỉnh hét lớn một tiếng, chúng thú cùng rất nhiều vũ khí vọt thẳng tới. Đùng đùng. Vài phút sau, đám dị linh tộc nằm trên mặt đất, không còn hô hấp. Chương 3324, ngoan nhân tỉnh lại một. Không có công kích, chẳng lẽ, trình tự bộ pháp quyết này, cũng đạt tới cấp bậc thiên đạo. Cái này, ai có thể tu luyện ra? Rất nhanh, vòng qua từng tảng đá, đến chỗ bệ đá chính giữa, Trương Huyền cực kỳ kinh ngạc. Hắn dùng chính là trình tự của thiên đạo, không có một tia sai lầm, mà mảnh rừng đá này, lại cũng như vậy. Chẳng phải cho thấy, bộ pháp quyết ghi lại này, đã đạt đến cấp bậc thiên đạo. Xem ra Khổng sư thật giống như ta, cũng nắm giữ thiên đạo thư viện. Trương Huyền âm thầm phỏng đoán. Công pháp này 89 phần 10 là Khổng sư lưu lại, đặc tính của công pháp thiên đạo biết rất rõ ràng. Chứ nắm giữ thiên đạo chân khí, người ngoài căn bản không có cách nào luyện thành. Nếu không đã sớm truyền thụ cho mấy học sinh, để cho bọn họ nhanh chóng tiến bộ. Người bình thường không luyện được, Khổng sư lại có loại pháp quyết này, nói rõ bản thân hắn nhất định nắm giữ thiên đạo chân khí, có thể tu luyện công pháp thiên đạo, như vậy còn lại liền không cần nói cũng biết. Dầu dĩ một hồi, biết cần lần nữa nhìn thấy Khổng sư mới có thể xác nhận, Trương Huyền lại không dầu dĩ, ngưng thần tĩnh tức, chậm rãi bắt tới thánh tích thạch. Ông, cảm nhận được bàn tay đưa đến, thánh tích thạch lấp lánh ra hào quang sáng chói, linh hồn trong nháy mắt giống như rơi vào dung nham, cảm giác cực nóng lan tràn toàn thân. Hừ, phu hồn của hắn bị chí tôn thiên hỏa thiêu đốt cũng vô sự, chút cảm giác áp bách ấy tính là cái gì, bỗng nhiên đè ép xuống, chộp nó vào lòng bàn tay, đồng thời cắn nát đầu ngón tay, máu tươi nhấn tới. Thời gian không dài,
Thánh Thích Thạch Đình chỉ phản kháng, thuận lợi nhận chủ. Đá nhận chủ, áp lực lập tức biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác ấm áp, trên Thánh Thích Thạch bóng người du động, một cỗ hồn lực tinh thuần bổ sung đến, để hồn phách của hắn chậm chạp tăng thêm. Biết đây là cơ duyên thuế biến, Trương Huyền lập tức khoanh chân ngồi xuống, phu hồn ly thể, cùng Thánh Thích Thạch trước mắt chạm đến. Ầm ầm, hồn lực tràn vào vu hồn, lực lượng hồn thể nhanh chóng tăng thêm, trong nháy mắt đã đột phá kim thân cảnh đỉnh phong, xung kích tầng thứ cao hơn. Một canh giờ sau đã đạt đến đại thánh đệ tam trọng tâm huyết lai triều đại viên mãn. Đạt tới loại cảnh giới này, tốc độ tiến bộ cũng chậm lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên Thánh Thích Thạch du động thân ảnh ngừng lại, dường như cũng xuất hiện mệt mỏi. Xem ra thứ này cũng cần năng lượng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thánh Thích Thạch này, có thể tăng lên cảnh giới linh hồn, có điều cũng giống như linh thạch, chỉ ẩn chứa số lượng hồn lực nhất định, không có khả năng để cho người ta một mực tấn cấp. Bất quá luyện hóa thứ này cũng biết, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể tiếp tục sử dụng, không giống linh thạch một lần. Nếu không cũng không có khả năng được khổng sư đơn độc chứa đựng trong một điện, tiêu phí đánh đổi như vậy tiến hành khảo hạch. Linh hồn đột phá tâm huyết lai triều, sẽ có phản ứng gì? Tâm huyết lai triều là từ nơi sâu xa cảm ứng thiên cơ, để tu luyện giả làm ra phản ứng Su Cát Thị Hung, hắn thân có thiên đạo thư viện, chân khí tu luyện tới cảnh giới này, rất dễ dàng gặp phải phản phệ, hiện tại vu hồn đạt đến, có thể đồng dạng xảy ra vấn đề hay không? Nghĩ đến điểm này, vu hồn đi vào thân thể, cảm ứng ý trời từ nơi sâu xa. Răng rác, răng rác, một đoàn lôi điện kéo tới, không tự chủ được run rẩy. Quả nhiên, khóe miệng Trương Huyền co giật một cái. Da mặt biến thành màu đen. Còn tưởng rằng đã đạt tới đại viên mãn thì sẽ không có loại tình huống này, không nghĩ tới không có chút thay đổi nào. Xem ra đối với hắn mà nói, cho dù là vu hồn cũng không thể nhìn trộm thiên cơ. Nếu không không khác gì biển thủ. Năng lực cường đại nhất của tâm huyết lai triều chính là trước thời hạn dự đoán nguy hiểm, không thể dùng năng lực này. Thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Bất quá, đối với hắn mà nói, cũng không có phương pháp gì coi như lực lượng lần nữa tăng cường. Trước đó đối chiến bất hủ cảnh đại viên mãn, sử dụng long cốt thần thương, miễn cưỡng chiến thắng, muốn đánh giết nhất định phải đánh lén hoặc dùng thủ đoạn khác, mà bây giờ vu hồn tấn cấp, loại thực lực này đã có thể nghiền ép. Hô! Biết trong thời gian ngắn sẽ không cách nào tấn cấp, Trương Huyền lật bàn tay một cái, vừa định thu vào chữ vật giới chỉ, liền nghe một thanh âm vội vàng vang lên. Chương 3325, ngoan nhân tỉnh lại 2. Chủ nhân, viên Thánh Thích Thạch này, có thể cho ta mượn sử dụng không? Ngoan nhân, ngươi đã tỉnh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không phải người khác, chính là ngoan nhân sau khi nuốt lấy xương ngực, rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới lúc này tỉnh lại. Lực lượng linh hồn của Thánh Thích Thạch tán giật, ta mới tỉnh lại, chủ nhân, có thể cho ta mượn sử dụng hay không? Hiện tại linh hồn của ta suy yếu, có thứ này, có thể khôi phục nhanh chóng. Ngoan nhân nói. Lực lượng trên Thánh Thích Thạch đã bị ta hấp thu hết. Trương Huyền nhíu mày. Hắn vừa mới tấn thăng, bên trong ẩn chứa lực lượng bị hấp thu sạch sẽ, cho đối phương lại như thế nào? Như linh thạch không có linh khí, đặt ở trong tay cũng vô dụng a hát. Thánh Thích Thạch, chỉ dựa vào tự nhiên hấp thu, dự trữ đầy linh khí cũng không cần hao phí bao lâu, nếu không sao xưng là chí bảo, chủ nhân. Ngoan nhân nói. Tốt. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo. Thiên đạo chi thư xuất hiện, Thánh Thích Thạch rơi vào phía trên. Rầm. Sách mở ra, ngoan nhân lộ ra nửa người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Thánh Thích Thạch lập tức bay ra ngoài, đi tới trước mặt vài đầu dị linh tộc vừa mới bị giết. Ông. Một lát sau, bóng người lần nữa du động, tản mát ra hào quang sáng chói. Đây là, hấp thu linh hồn người khác. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Lấy minh lý chi nhãn của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra. Thánh Thích Thạch vừa mới hấp thu hồn phách của vài dị linh tộc vừa mới chết đi, đồng thời tinh lọc, biến thành năng lượng tinh thuần. Thánh Thích Thạch nắm giữ tác dụng tinh lọc linh hồn, thôn phệ hồn phách, đối với người tu luyện linh hồn mà nói, còn quan trọng hơn cổ thánh chí bảo. Lúc trước hồn ấn của Vu Hồn Sư Công Hội, chính là từ thứ này luyện chế thành. Ngoan nhân giải thích, hồn ấn, là cái này luyện chế. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó giật mình. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Thích Thạch, sẽ có cảm giác giống như đã từng quen biết, thì ra là thế. Phải biết hồn ấn cũng ở trên tay hắn, đang được cất ở trong nhẫn chữ vật, chỉ bất quá một mực không có sử dụng mà thôi.
có thể hấp thu linh hồn, thay đổi thành hồn lực tinh thuần. Loại lực lượng này, quả thực rất khủng bố. Trương Huyền cuối cùng hiểu được. Khó trách có thể so sánh với bổ đề quả, cổ thánh lực, đơn độc chứa đựng ở một điện, quả nhiên uy lực phi phàm. Ngươi cầm trước. Loại năng lực này nghe tà ác, trên thực tế cũng phải nhìn người sử dụng là ai, ở trong tay người thiện, đồ vật lại tà ác cũng có thể làm ra chuyện tốt, mà ở trong tay người tà ác, đồ vật khá hơn nữa cũng sẽ là lợi khí giết người. Bởi vậy khảo hạch của Thánh Tích Thạch là cực kỳ biến thái, có thể nói không tu luyện công pháp thiên đạo, liền không cách nào tiến vào bên trong. Thì ra là thế. Trong cõi u minh, Trương Huyền có loại cảm giác, Khổng Sư hình như biết hắn tồn tại, vật phẩm này, rõ ràng là đang lưu lại cho hắn. Đổi lại những người khác, coi như muốn lấy được, cũng lấy không ra. Đa tạ chủ nhân. Ngoan nhân vội vàng hấp thu lực lượng linh hồn trong đá, củng cố hồn lực của mình. Chương 3326, Hạnh Đàn 1. Người luyện hóa xương ngực, khôi phục thực lực như thế nào? Thấy hắn hấp thu lực lượng trong đá, tinh thần càng ngày càng tốt, Trương Huyền dò hỏi. Lúc trước đối phương luyện hóa xương ngón tay, tu vi khôi phục một đoạn dài, luyện hóa đầu lâu, lần nữa tiến bộ, lần này xương ngực khổng lồ như vậy, hẳn là tiến bộ càng lớn hơn. Bẩm báo chủ nhân, ta đã tương đương cường giả vừa mới tấn thăng cổ thánh, nắm giữ sức chiến đấu có thể so với cổ thánh. Ngoan nhân nói, cổ thánh, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trước đó liền suy đoán, tên này luyện hóa xong, có thể nắm giữ sức chiến đấu của cổ thánh hay không, hiện tại xem ra quả thế. Đồng dạng là cổ thánh, ngoan nhân nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu trước kia, so với thi thể cổ thánh khẳng định cường đại hơn không ít. Lại phối hợp thêm yêu dị huyền đao. Tương đương với có một vị cổ thánh chân chính một mực thủ hộ ở chung quanh, an toàn đã không cần lo lắng. Hơn nữa xương ngực bị khôi thánh mượn thánh tử điện chấn áp vài vạn năm, sớm đã không còn sát lục chi khí, lưu lại toàn bộ đều là lực lượng tinh thuần, hiện tại ta thi triển ra chiêu số, giả mạo danh sư cũng không có người nhìn ra được. Ngoan nhân nói tiếp, quá tốt rồi. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Mới vừa rồi còn đang nghĩ, coi như ngoan nhân nắm giữ lực lượng cổ thánh. Ở danh sư đại lục cũng không dám tùy tiện sử dụng, nếu không chỉ bằng vào thông đồng dị linh tộc, cái tội danh này liền hết đường chối cãi, hiện tại tốt, loại tai họa ngầm này toàn bộ loại bỏ. Cũng đúng, mặc dù Khôi Thánh không phải đệ tử Khổng Sư, nhưng là đồ tôn của hắn, mượn văn khí của Thánh Tử Điện, trấn áp xương ngực vài vạn năm, sát lục chi khí trong đó sớm đã bị tẩy sạch sẽ. Xem ra sau này có thể yên tâm sử dụng ngoan nhân, không cần tiếp tục lo lắng giải thích như thế nào. Người trước khôi phục linh hồn, để thực lực đạt tới cao nhất. Biết có dựa dẫm mạnh hơn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi ra rừng đá. Khổng miếu mở ra, cổ thánh đến đây không biết bao nhiêu, ngoan nhân càng cường đại, an toàn càng được bảo đảm. Trương Huyền thu hồi rất nhiều vũ khí cùng thánh thú, lần nữa trở lại cung điện trước đó, rất nhiều chân dung treo trên vách tường, cũng từng kiện thu vào nhẫn, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phía ngoài rất nhiều danh sư vẫn đứng ở bên ngoài Thánh Tích Điện, học tập công pháp và bí tịch điêu khắc phía trên. Viên đào không ở nơi này, vậy ở nơi nào? Trương Huyền nhíu mày. Nơi này chỉ có dị linh tộc, nói rõ người chư tử bách gia không tới, đã như vậy. Viên đào đi nơi nào? Đang muốn trở lại thế giới Thạch Lâm, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Phía trên một nhóm chữ hiển lộ ra. Trương Huyền. Mau tới hạnh đàn. Là Lạc Nhược Hy đưa tin. Hạnh đàn ở đâu, cách thế giới cũng có thể đưa tin. Trương Huyền sững sờ. Vừa tới hắn liền thử qua, chỉ có ở cùng một thế giới, Ngọc Phù đưa tin mới có tác dụng, hiện tại lại nhận được tin tức của Lạc Nhược Hy. Lúc nào cách thế giới cũng có thể truyền tin, thật muốn như vậy, trước đó làm sao không truyền được. Hạnh đàn là phân điện đối ứng thế giới sa mạc, ta ở thế giới sa mạc chờ ngươi. Biết hắn nghi hoặc. Lạc Nhược Hy tiếp tục truyền tin tức đến. Thế giới sa mạc. Trương Huyền nhíu mày, không có ngừng lại, lần nữa trở lại thế giới Thạch Lâm. Đi qua một lần, trước đó lối vào ở nơi nào rất dễ dàng tìm được, thời gian không dài liền lần nữa trở lại thế giới sa mạc. Lúc này thế giới không còn sa mạc, cũng mất đi cực nóng, linh khí mạnh mẽ, mặc dù không có cây cối, lại tương đương thế giới rừng rậm trước đó. Tu luyện giả đi vào nơi này, đều tại nguyên chỗ tu luyện. Từng cái rất có tinh tiến. Chương 3327, Hạnh Đàn 2. Trước đó vị cường giả tâm huyết lai chiều quen biết kia, mấy canh giờ không thấy, vậy mà đã đột phá đến bất hủ cảnh,
dung nhan tựa hồ trẻ lại không ít. Biết đây là di tích khổng miếu thần kỳ, Trương Huyền cũng không nhiều lời, quyết định phương hướng, bay về phía ốc đảo, thời gian không dài, quả nhiên thấy được nữ hài cùng một thần. Tới, Lạc Nhược Hy cười cười, dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói. Rất nhiều thế giới của khổng miếu đã được đả thông, truyền lại tin tức không có gì kỳ quái. Đả thông, Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được. Hắn tìm cửa ra vào của từng thế giới, hơn nữa đi qua, tương đương với các đại thế giới nối liền cùng một chỗ, hơn nữa không chỉ hắn, hiện tại không ít danh sư cũng xuyên qua, truyền được tin tức liền không kỳ quái. Làm sao ngươi biết thế giới này đối ứng là hạnh đàn? Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền vẫn có chút không hiểu. Trước khi đi vào phân điện, thì không biết điện tên là gì, Lạc Nhược Hy đã biết, vì sao trước đó chưa hề nói qua. Đã có người đi qua, biết cũng không kỳ lạ, hơn nữa không riêng gì cái này, phân điện khác cũng hiểu rõ. Lạc Nhược Hy nói, sáu đại phân điện của khổng miếu, theo thứ tự là Khuê Văn Các, Hạnh Đàn, Lưỡng Vũ, Đại Thành Điện, Tẩm Điện cùng Thánh Tích Điện. Người chư tử bách ra nắm giữ thiên phù mở ra Khuê Văn Các, đã tiến vào bên trong. Bên trong khổng sư lưu lại tàng thư, toàn bộ bị dọn đi. Danh sư đường nắm giữ lưỡng vũ thiên phù, Lạc gia, Trương gia cùng dị linh tộc, phân biệt đối ứng Tẩm Điện, Đại Thành Điện cùng Thánh Tích Điện. Mấy chỗ này, đều có người tiến vào, xem như triệt để kích hoạt. Hiện tại chỉ có hạnh đàn không có mở ra. Trận tâm này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngươi lấy đi. Vừa vặn cùng đi dò xét, thuận tiện kích hoạt phân điện này. Ngươi nói trận tâm là cái rễ cây kia. Trương Huyền hỏi. Ừm. Lạc Nhược Hy gật đầu. Chúng ta nhanh lên, đã có không ít người đi qua, chư tử bách gia cũng mang viên đào đến, muốn mượn long tê huyết mạch của hắn, nhưng cụ thể muốn làm gì, ta cũng không rõ lắm. Ừm. Nghe được viên đào ở đây, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đi qua đi. Nói xong Lạc Nhược Hy quay đầu nhìn về phía một thần. Ừm. Đồng tử thoạt nhìn tuổi không lớn lắm kia gật đầu, ngón tay bỗng nhiên điểm một cái. Tê Lạp. Không gian trên ốc đảo xuất hiện vết rách, một lối đi hiện ra ở trước mắt, phía trên một tòa cung điện như ẩn như hiện. Một chỉ phá vỡ không gian. Trương Huyền nhướng mày. Thế giới sa mạc trước hắn tới qua, biết trình độ không gian chắc chắn, ít nhất cũng phải đạt tới cổ thánh mới có thể phá vỡ. Một thần ngón tay điểm một cái liền đâm xuyên, thoạt nhìn còn ung dung hơn yêu dị huyền đao. Chẳng lẽ đã tìm được cơ duyên, đạt đến loại cảnh giới này? Lên đi. Thấy hắn kỳ lạ, Lạc Nhược Hy cũng không giải thích, đi đầu bay lên trên, Trương Huyền theo sát. Giống như mấy lần trước, xuyên qua không gian đi tới một chỗ đất bằng, đi không xa quả nhiên thấy một kiến trúc thật cao xuất hiện ở trước mắt, hai chữ lớn lập lòe ánh sáng. Hạnh đàn. Thời khắc này trước cung điện quả nhiên tới không ít người, có chư tử bách gia, cũng có dị linh tộc, còn có không ít thánh thú, tất cả đều nhìn chằm chằm, dường như chờ đợi phân điện cuối cùng của khổng miếu mở ra. Bốn phía mơ hồ có khí thức cường đại ẩn núp, rất hiển nhiên, mấy thế lực có thể bình an vô sự, nhất định là vì cổ thánh kiềm chế lẫn nhau. Chương 3328, cây hạnh 1. Trương sư. Vừa tới trước mặt, chỉ thấy danh sư đường Nhậm sư đi tới. Ngay sau đó đám người Lạc gia Lạc Càn Trinh, Tưởng gia Tưởng Phương Du cũng đi tới trước mặt. Những người này đều chiếm được cơ duyên, từng cái tu vi thâm hậu, vậy mà giống như cha mẹ. Toàn bộ đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Hàn huyên vài câu, giờ mới hiểu được, di tích khổng miếu không chỉ có rất nhiều thế giới, còn có một số thời không đặc thù, ở đây tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bình chướng tu luyện cũng sẽ trở nên đơn giản. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đều chiếm được không ít chỗ tốt. Ngược lại bản thân, một mực quanh đi quẩn lại, không có quá nhiều thời gian tu luyện, thoạt nhìn chán nản nhất. Trước cứu viên đào ra lại nói. Trò chuyện một hồi, Trương Huyền quả nhiên ở trong đám người chư tử bách ra tìm được thân ảnh của viên đào. Giờ phút này giống như Triệu Nhã, Ngụy Như Yên trước đó, bị phong cấm lục thức, cũng không biết mình ở phụ cận. Vừa rồi đã có cổ thánh truyền âm, không cho phép các thế lực lớn động thủ, nếu không trực tiếp đánh chết. Thấy hắn muốn đi qua, Nhậm sư vội vàng khuyên can. Đây cũng là cổ thánh vì hậu bối an toàn mà làm ra quyết định, nếu không, một khi chiến đấu... Tất cả thiên tài có cơ hội tấn thăng cổ thánh tử vong, coi như đạt được bảo vật trong khổng miếu, thì có ích lợi gì? Lạc Càn Trinh nói, tình huống bây giờ, không nên gây ra mâu thuẫn với bọn hắn, lại nói, có cổ thánh yêu cầu, chắc hẳn bọn họ cũng không dám làm gì viên đào. Cái này,
Trương Huyền ngừng lại. Bọn họ nói không sai. Lạc Nhược Hy mỉm cười, mở miệng nói. Trước không vội cứu người, chờ đi vào hạnh đàn lại nói, tuy Viên Đào Phong bế lục thức, nhưng đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một cơ duyên. Cơ duyên? Trương Huyền nghi ngờ. Hạnh đàn là nơi năm đó Khổng Sư truyền đạo, giảng bài, khắp nơi đều giữ lại sư tự kim ngôn của Khổng Sư, chư tử bách ra mượn long tê huyết mạch của hắn, khẳng định đã sớm làm xong tính toán, hiện tại cứu ra, ngược lại sẽ được không bù mất. Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền giật mình, vốn cho rằng chỉ là cung điện bình thường, không nghĩ tới lại là chỗ Khổng Sư giảng bài. Lúc trước ở Hồng Viễn Đế Quốc, hắn sư ngôn thiên bẩm, giáo hóa thiên hạ, liền có thể khiến động vật, linh thú đột phá, tu vi Khổng Sư mạnh hơn, khẳng định càng thêm lợi hại. Khó trách một cái rễ cây làm trận tâm, liền có thể vây khốn nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ cái rễ cây này cũng nghe Khổng Sư giảng bài mới có linh trí, nắm giữ loại năng lực siêu tự nhiên này. Sắp mở ra rồi. Mấy người truyền âm giao lưu, mặt đất xuất hiện tiếng sấm rền cuồn cuộn, ngay sau đó phong ấn của cung điện hạnh đàn trước mắt tỏa hào quang rực rỡ. Có kinh nghiệm ở Đại Thành Điện, Trương Huyền biết đây là dấu hiệu sắp mở ra, lúc này cũng không nhiều lời. Ông! Thời gian không dài, đại môn trước mắt từ từ mở ra, chỉ để lại phong ấn. Đi! Viên Đào hét lớn một tiếng, một giọt máu bay ra, bao phủ đám người chư tử bách ra, thẳng tắp vào tới phong ấn, vừa tiếp xúc phong ấn, lập tức tiến vào bên trong, không có chút trắc trở nào. Rất nhiều dị linh tộc cũng tiến về phía trước một bước, không biết dùng bí pháp gì, lại tiến vào bên trong. Dị linh tộc cũng có thể chất đặc thù tương tự Viên Đào. Thấy Trương Huyền nghi ngờ, Lạc Nhược Hy truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu, thể chất đặc thù, cũng không phải nhân tộc độc nhất, dị linh tộc xuất hiện một hai cái cũng chẳng có gì lạ. Phần phật. Sau khi dị linh tộc tiến vào, rất nhiều thánh thú cũng bay vào. Không giống hai cái trước, một linh phù bay giữa trời, chính là truyền thế thiên phù cuối cùng, không nghĩ tới lại ở trong tay của bọn chúng. Chúng ta cũng đi vào đi. Thấy nhiều thế lực đều đi vào, Trương Huyền lật bàn tay một cái, tiểu phù phù xuất hiện, bao phủ mọi người, còn không có động đậy, chỉ thấy một thần ôm quyền. Tiểu thư, Trương sư, ta ở bên ngoài bảo vệ. Nói xong lui về sau một bước, rời đi khu vực tiểu phù phù bao phủ. Chương 3329, cây hạnh 2. Chúng ta đi. Dường như đã sớm biết quyết định này của hắn, Lạc Nhược Hy gật đầu. Hắn? Trương Huyền nghi ngờ. Hắn đã đột phá đến cổ thánh, cho dù có truyền thế mẫu phủ bao phủ, cũng không cách nào đi vào. Lạc Nhược Hy giải thích. Quả nhiên. Nghe nàng thừa nhận, Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi cũng có chút suy đoán, không nghĩ tới là thật. Xem ra không chỉ bản thân có kỳ ngộ, đạt được cổ thánh lực ở Đại Thành Điện, một thần cũng có cơ duyên không nhỏ. Phần phật. Mang theo đám người là Càn Trinh, Tưởng Phương Du, Trương Huyền theo ở phía sau đi vào đại điện. Trong đại môn, khác biệt phân điện khác, cũng không phải gian phòng rộng rãi, mà là tiểu viện đường kính 100 mét, chính giữa là một đài cao đứng sừng sững, dường như có phong ấn ở phía trên, cho người ta một loại cảm giác áp bách, không cách nào tới gần. Bên đài cao, mấy chục cây hạnh song song, bởi vì là mùa đông, lá cây sớm đã rụng sạch, chỉ còn lại có cành cây trụi lùi. Ở trước đài cao, bầy đầy bồ đoàn, lít nha lít nhít, chừng 3.000 cái, vừa vặn đối ứng 3.000 học đồ của Khổng Sư. Đây là hạnh đàn. Trương Huyền nhíu mày. Còn tưởng rằng thần thánh cỡ nào, thoạt nhìn quá bình thường. Năm đó Khổng Sư giảng bài, học sinh của hắn ở phía dưới nghe giảng. Lạc Nhược Hy gật đầu. Không nên xem thường nơi này, thoạt nhìn đơn sơ, nhưng là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Khổng Miếu trừ chủ điện. Quan trọng. Trương Huyền nghi ngờ. Trừ cái đài cao, cùng một ít cây, thì không có đồ vật gì, một cái bảo vật ra dáng cũng không có, nơi nào quan trọng. Sư ngôn thiên bẩm của Khổng Sư, uy lực vô song, những bổ đoàn, cây cối này chỉ sợ sớm đã có linh trí, nếu không người chư tử bách ra đã sớm vào tới, bây giờ lại động cũng không động, rõ ràng là đang chờ đợi thời cơ. Lạc Nhược Hy truyền âm. Trương Huyền nhíu mày. Ở Hồng Viễn Học Viện, hắn thi triển sư ngôn thiên bẩm, từng nói vũ khí nắm giữ linh trí, Khổng Sư để bồ đoàn cùng cây cối có sinh mệnh, cũng không hiếm lạ. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi, chúng ta đi qua trước. Thấy chư tử bách ra rừng ở tại chỗ, chờ hồi lâu cũng không tiến vào, một thánh thú hơi không kiên nhẫn, thanh âm vang lên. Không vào chúng ta vào, chờ đạt được bảo vật, tuyệt đối đừng giành với chúng ta.
Lại một thánh thú nói. Các ngươi muốn vào, cứ tùy ý, chúng ta còn phải đợi một hồi. Một thanh niên cầm đầu của chư tử bách gia cười cười nói. Không phải người khác, chính là thanh niên trắng nõn trước đó ở Bạch Khê Sơn gặp phải, hậu nhân của Tử Huyên cổ thánh, Nhan Tiết. Không vào thì thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thấy bọn họ không có động tĩnh, thánh thú mới vừa nói hừ một tiếng. Đồ hèn nhát, bọn họ không dám đi qua, chúng ta vào. Nói xong vào tới bổ đoàn. Dưới cái nhìn của nó, thứ này có thể bảo tồn vài vạn năm không hủy, khẳng định không đơn giản. Phần phật, còn chưa tới trước mặt, tiếng gió nhanh chóng vang lên, ngay sau đó liền thấy một nhánh cây đánh tới, không gian lôi kéo ra vết rách đen kịt. Ô ô ô, ngay sau đó, mấy cây hạnh bay lượn đến, vây rất nhiều thánh thú vào giữa. Chương 3330, Nhan Tiết khiếp sợ 1. Mấy cây nhỏ, cũng muốn chặn đường đi của chúng ta, nằm mơ. Thánh thú đi đầu nói chuyện, móng vuốt nâng lên bổ xuống. Móng của nó cực kỳ sắc bén, có thể so với đại thánh thần binh, phá không mà xuống, không gian lay động, xuất hiện mấy vết rách đen kịt. Móng vuốt, hàm răng của thánh thú, đều là tài liệu luyện chế đại thánh chí bảo, lại thêm ra hỏa này so với năm đại vương giả cũng không hề yếu, ngang nhiên ra tay, một ít danh sư tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Tình huống bình thường, móng vuốt sắc bén như vậy, chỉ cần tiếp xúc cành cây, người sau tất nhiên sẽ bị chém đứt, ai biết còn chưa tới trước mặt, liền nghe đùng một tiếng, trên mặt thánh thú đã xuất hiện một vết roi, một nhánh cây không biết từ đâu đến, quất vào trên mặt nó. Giống. Đau đớn kịch liệt để thánh thú này giống to, lần nữa bắt đến, tốc độ của nó nhanh, cành cây càng nhanh, mỗi một cái đều quất vào địa phương nó không cách nào phòng ngự, liên tục mấy lần, đại gia hỏa kia liền bị quất ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng chảy ra. Vài thánh thú còn lại thấy người dẫn đầu bị quất, nhao nhao tới hỗ trợ, cành cây bốn phía bay loạn, thời gian cũng không lâu, đồng dạng bị quất lăn trên mặt đất, không phản kháng được. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người đồng thời run rẩy. Thánh thú bởi vì thiên phú, bản thân liền cường đại hơn tu luyện giả bình thường, phòng ngự cũng mạnh, nhiều như vậy cùng một chỗ xông tới, lại bị một cái cây đánh. Ha ha, thấy cảnh này, Nhan Tiết dường như đã sớm biết. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm mắt lại. Chúng ta có cần ra tay hay không? Một thanh niên đi lên phía trước, hạ giọng nói. Lúc này có thể cứu bọn chúng, có lẽ có thể giành được cảm kích, thuận lợi thuần phục. Đám thánh thú này, bị đánh rất thảm, ra mặt cứu mà nói, rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm, từ đó thu làm thú sủng. Không cần, không nói trước có thể cứu hay không, coi như có thể, vừa rồi không có ngăn cản, đã kết thù. Nhan Tiết lắc đầu. Trong giọng nói mang theo trí tuệ. Lại nói, những cây hạnh này chỉ là vì ngăn cản, sẽ không giết người, yên tâm đi. Vâng, thanh niên gật đầu. Vừa rồi thời điểm đám thánh thú này xông tới, bọn họ cũng không ngăn cản, bây giờ bị quất thảm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận, giờ phút này tiến lên, quả thực không có tác dụng, làm không cẩn thận sẽ còn bị giận chó đánh mèo, được không bù mất. Đám thánh thú này chạy không thoát, chờ chúng ta thành công. Bọn chúng khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi theo, đuổi cũng đuổi không đi. Nhan Tiết cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên đằng sau đám người đi ra, thân thể khẽ động, nhanh như thiểm điện. Hô! Thời gian nháy mắt, xuất hiện ở trên không rất nhiều thánh thú, lăng không chào một cái, hóa thành mấy đạo chỉ lực, toàn bộ trói lại, nhẹ nhàng nhấc lên, kéo đến phạm vi cây hạnh không thể công kích. Đa tạ ân cứu mạng. Rời đi công kích, rất nhiều thánh thú biết đối phương cứu mình. Tràn đầy cảm kích nhìn qua, ai biết lời còn chưa dứt, thanh niên bỗng nhiên lao đến. Đùng đùng, một hồi quyền đấm cước đá. Rất nhiều thánh thú, chư tử bách gia, dị linh tộc, toàn bộ bối rối. Cứu đám thánh thú này ra, vốn cho rằng là muốn lấy lòng, nhân cơ hội mời chào, kết quả đi lên liền đánh. Làm cái gì a? Rất nhiều cây hạnh cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, mấy cành cây vốn muốn dạy bảo Trương Huyền, giờ phút này nhìn không được thu về. Còn tưởng rằng là cứu người, không nghĩ tới cũng đánh người, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta đánh chưa đủ nghiền. Bản thân cũng muốn thử một chút. Hiện tại là cơ hội. Sau khi hết khiếp sợ, Nhan Tiết mỉm cười, lộ ra vẻ mặt tự tin. Đám thánh thú này bị đánh vô duyên vô cớ, nhất định tâm tình phẫn hận, chỉ cần chúng ta tiến lên khuyên can, nhất định có thể để cho chúng cảm động đến rơi nước mắt, thuận lợi thuần phục. Vâng, nghe hắn nói như vậy, mọi người đồng thời gật đầu.
Chương 3331, Nhan Tiết khiếp sợ 2. Thánh thú nơi này đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, tùy tiện thuần phục một con, cũng có thể làm sức chiến đấu đại tăng, từ đó trở lại chư tử bách gia địa vị tăng cao. Chúng ta đi qua. Mấy thanh niên kìm nén không được bay tới, trường kiếm trong tay vũ động, thẳng tắp đâm tới gia hỏa đang đánh chúng thú. Còn không ngừng tay. Có thể quen biết ở nơi này, xem như duyên phận, chư vị bằng hữu thánh thú, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn các người bị bắt nạt mà thờ ơ. Các bằng hữu thánh thú, ta tới cứu các ngươi. Các thanh niên lên tiếng hét lớn, từng cái nghĩa chính ngôn từ, cho người ta một loại lực uy hiếp không thể phản bác. Bọn họ ngược lại thật thông minh, hô như vậy, đám thánh thú này nhất định tâm tình cảm ơn, có hảo cảm lần đầu tiên, đằng sau thuần phục liền dễ dàng. Khóe miệng Nhan Tiết nâng lên, đang muốn nói tiếp, đột nhiên con mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra biểu lộ quái lạ, nói tục. Ngoá, cái tình huống gì a? Chỉ thấy kiếm khí của mấy đồng bạn còn không có rơi vào trên người gia hỏa kia, rất nhiều thánh thú đang ăn đòn đột nhiên nổi giận, móng vuốt bay tán loạn, đuôi quét ngang, thời gian nháy mắt, mấy thiên tài của chư tử bách gia liền sưng mặt sưng mũi, bị đánh té xuống đất. Không chỉ như vậy, thánh thú cầm đầu vừa rồi càng tức giận gào thét. Còn dám chậm trễ chúng ta bị đánh, tin hiện tại liền ăn ngươi hay không? Không biết sống chết, không thấy chúng ta bị đánh, đang sảng khoái ư. Không biết xấu hổ, cút sang một bên. Rất nhiều thánh thú, tất cả đều mặt mũi tức giận, sau khi đánh bay đám người, lần nữa trông mong đi tới trước mặt tên kia. Còn xin tiếp tục đánh, càng nặng càng tốt, ta van ngươi. Dùng sức, dùng sức. Đám người Nhan Tiết nắm tóc. Rất nhiều dị linh tộc cũng từng cái con mắt trừng giống như trứng gà, nước bọt đều đình chỉ nuốt. Mấy cây hạnh càng ưỡn ẹo thân thể, cành cây ngã xuống đất, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thánh thú từ trước tới nay kiêu căng khó thuần, cực kỳ kiêu ngạo, làm sao bây giờ bị đánh, còn vui sướng như vậy. Mới vừa rồi thời điểm bị cây hạnh đánh, rõ ràng là kêu thảm a hát. Thần phục ta, về sau có thời gian sẽ đánh các ngươi một trận. Gia hỏa kia đánh một hồi, dường như cảm thấy tay đau, khoát tay áo. Vâng vâng, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, vạn tuế. Rầm. Tiếng nói kết thúc, đám thánh thú đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Từng cái tràn đầy kiêu ngạo. Răng rắc, tóc của Nhan Tiết bị kéo xuống, nhưng không có cảm thấy đau đớn. Mẫu thân nó, kiêu ngạo cái rắm a hát. Người bây giờ biến thành thú sủng của người khác, địa vị lại cao hơn cũng là sủng vật. Có cái gì có thể cao hứng? Đánh một trận, liền thần phục, thánh thú, dễ thuần phục như vậy sao? Tốt, ta báo thù thay các ngươi. Thuần phục xong rất nhiều thánh thú, thanh niên vẫy tay một cái. Một mặt khí phách đi tới chỗ rất nhiều cây hạnh. Tự tìm cái chết. Thấy hắn thuần thú xong, thật không ngờ bành trướng, Nhan Tiết cười lạnh. Thuần phục thánh thú, khả năng dùng thủ đoạn gì, nhưng cây hạnh. Đây chính là tồn tại nghe qua khổng sư giảng bài, đi qua tìm phiền toái, không phải muốn chết sao. Trong tiếng hừ lạnh, thanh niên đã đi tới trước mặt rất nhiều cây hạnh. Phần phật, cây hạnh đồng thời lay động, vây hắn vào giữa. Chương 3332, ngôn xuất pháp tùy, một lời định xuân thu, một. Đi vào rừng hạnh, thuần phục rất nhiều thánh thú, không phải người khác, chính là Trương Huyền. Nhiều thánh thú như vậy, so với năm đại vương giả cũng không kém chút nào, tự nhiên không thể bỏ qua, nhìn thấy cành cây đánh đập, lập tức động lòng trắc ẩn cứu ra, sau đó. Tự mình đánh. Quả nhiên, thiên đạo chân khí trợ giúp chữa thương, hơn nữa hỗ trợ loại bỏ ám thương, lập tức để đám người kia đội ơn. Cam tâm trở thành thú sủng. Nhìn thấy cây hạnh vây tới, nhìn chằm chằm, tựa như lúc nào cũng sẽ quất lật hắn, Trương Huyền cũng không lo lắng, mà cổ tay khẽ đảo, một cái rễ cây giống như ngọc chất xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Rầm. Nhìn thấy rễ cây, rất nhiều cây hạnh giống như thấy được tín vật, đồng loạt tránh ra một lối đi. Trước không vội, các ngươi có thể cường đại như vậy, hẳn là nghe khổng sư giảng bài, như vậy ta cũng nói một tiết cho các ngươi. Trương Huyền trần chờ một chút, sau đó truyền âm. Mấy cây hạnh trước mắt này lợi hại như vậy, bởi vì nghe khổng sư giảng bài, trong lòng của hắn nghi ngờ, đối phương cũng tu luyện thiên đạo công pháp, cây đã nghe qua khóa, nhất định có thể nhìn ra, chương trình học của mình tốt, hay của khổng sư tốt, như vậy có thể đánh giá ra, khổng sư tu luyện đến cùng có phải cấp bậc thiên đạo hay không. Rầm, cành cây lay động, rất nhiều cây hạnh tràn đầy nghi ngờ, cầm tín vật trong tay, đã để ngươi đi qua, còn giảng bài làm gì? Phương pháp tu luyện, không chỉ người, thú, cây cối cũng có thể tiến bộ.
không để ý tới nghi ngờ của bọn nó, thanh âm của Trương Huyền truyền qua. Phần phật, vừa mới bắt đầu, cây hạnh còn cảm thấy kỳ lạ, nghe phút chốc, liền hưng phấn khoa tay múa chân, kìm lại không được. Đối phương giảng giải tu luyện, thâm ảo giống như khổng sư, đối với bọn chúng mà nói, chính giữa ân trạch. Nói cách khác, kẻ trước mắt này, thoạt nhìn không như thế nào, nhưng ở trên giảng bài, vậy mà giống như khổng sư. Hắn bên này giảng bài, nhan tiết, rất nhiều dị linh tộc, tất cả đều nhíu mày. Vốn cho rằng tên này đi vào, sẽ giống như thánh thú trước đó, bị đánh mặt mũi bầm dập, không còn bộ dáng nhân loại, làm sao cũng không có nghĩ đến. Rất nhiều cây hạnh không động thủ, ngược lại từng cái ngây người. Hắn ngồi xuống, hình như đang nói cái gì, chẳng lẽ đang giảng bài. Không biết ai hô lên. Nghe nói như thế, đám người quả nhiên phát hiện, thanh niên bị vây ở trong rất nhiều cây, miệng lúc mở lúc đóng, không biết đang nói cái gì, thoạt nhìn như giảng bài, lại giống như đối thoại. Dầm. Khiếp sợ còn không có kết thúc, lại có mấy cây hạnh chạy tới, tất cả cành cây trên người đồng thời kề sát mặt đất, một bộ thành kính. Bọn chúng nghe qua chương trình học của khổng sư, giờ phút này nghe tên này giảng, còn cái bộ dáng này. Tất cả mọi người ngây người. Cây cối nghe qua chương trình học của khổng sư, hơn nữa mỗi một gốc tu vi đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Cây cường đại như thế, làm sao lại nghe tên này nói, thoạt nhìn biết điều như vậy. Ầm ầm. Thời điểm bọn hắn khiếp sợ, mặt đất lay động, ngay sau đó mọi người thấy lá khô rơi trên mặt đất, cũng từng cái đứng lên, một đường chạy chậm đi tới trước mặt, như si như say. Lá cây cũng có thể nghe giảng. Trong chốc lát, đám người cảm thấy thế giới quan toàn bộ lật đổ. Cây có thể nghe giảng thì thôi, dù sao khổng sư ở đây giảng bài nhiều năm, thay đổi một cách vô tri vô giác, sinh ra linh tính, không gì đáng trách, nhưng những lá cây này. Người đã khô héo, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành bùn nhão. Cũng chạy tới nghe giảng bài, có cần khoa trương như vậy hay không? Những cây này, đều đạt tới bất hủ cảnh cảnh đại viên mãn. Làm sao lại rụng lá? Mấu chốt là lá cây rơi xuống, làm sao lại khô héo? Nhan Thiết đột nhiên mở miệng. Cái này, chương 3333, ngôn xuất pháp tùy, một lời định xuân thu, hai. Mọi người đồng thời sửng sốt. Đúng a, cây đạt tới loại cấp bậc này, mỗi một cành cây, lá cây, đều có thể so với đại thánh chí bảo, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa, lại biến hóa thế nào cũng khẳng định không ảnh hưởng tới. Lá rụng, khô héo, chỉ là một loại hình thức, nói cách khác. Chờ đến mùa xuân, những lá cây này sẽ tự động bay trở về cành cây. Cũng không phải là mọc ra mới. Giống như nhìn ra cái gì, Nhan Tiết giải thích nói. Vừa dứt lời, quả nhiên thấy lá cây khô héo nghe giảng bài, đột nhiên lắc lư mấy lần, đồng loạt bay lên cành, nguyên bản khô vàng, lần nữa trở nên xanh biếc, cây cối cũng tựa như lần nữa phấn chấn thanh xuân. Ngôn xuất pháp tùy, một lời định xuân thu, đây là năng lực khổng sư mới có. Nuốt ngụm nước bọt, một thanh niên chưa tử bách ra nghĩ tới điều gì, đồng tử co rút lại. Truyền thuyết năm đó khổng sư du lịch, nhìn thấy cổ thụ chết héo, lòng sinh thương hại, giảng bài ở dưới tàng cây, một lát sau cổ thụ nở hoa, cây khô gặp mùa xuân, cây này lần nữa mọc ra lá non, thậm chí kết trái cây để hắn nhấm nháp. Rất nhiều môn sinh cảm thấy khiếp sợ, lưu lại điển cố một lời định xuân thu. Chẳng lẽ tên này cũng có thể làm được? Đây không phải một lời định xuân thu. Khổng sư giảng giải cho cây khô kia đã tử vong, mà những cây này, đều là cường giả bất hủ cảnh. Sao có thể nói làm một? Nhan Thiết cắn chặt hàm răng. Chư tử bách ra bọn họ, giữ lại truyền thừa hoàn chỉnh nhất của khổng sư, kết quả đến nơi này, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi, tên kia lại làm ra việc kinh người. Để hắn cảm nhận được nhục nhã nồng đậm. Nhan Thiết, những cây cùng lá cây đang nghe giảng bài, chúng ta có thể nhân cơ hội đi qua. Hay không nếu không, phải chờ tới lúc nào? Một thanh niên truyền âm. Cái này... Nhan Thiết lộ ra do dự. Không sai, chướng ngại lớn nhất ngăn cản bọn họ tiến lên chính là những cây hạnh kia, giờ phút này chúng đang bị Trương Huyền thu hút, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là cơ hội tốt. Người đi lên thử một chút. Nhan Thiết dừng lại một chút, vẫn có chút không yên lòng, chỉ người mới vừa đề nghị nói. Thanh niên gật đầu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Siêu siêu siêu. Còn chưa tới trước mặt, một thanh âm nghẹn ngào nhanh chóng vang lên. Ngay sau đó một mảng lớn lá cây đập vào mặt. Phốc! Sau một khắc, đã bị mấy chục lá cây cắm ở trên ngực, máu tươi phun mạnh. Chỉ thoáng cái liền trọng thương, ngay cả phản kháng cũng không làm được.
Yên tĩnh. Không nghĩ tới lá cây cũng hung hãn như vậy, xung quanh không ai dám tiến về phía trước một bước. Khóe miệng Nhan Tiết run rẩy, không nói ra nửa câu. Còn tưởng rằng là một cơ hội, không nghĩ tới những lá cây kia, cho dù nghe giảng bài, cũng không có khả năng để hắn đặt chân nửa bước. Gió nổi lên. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, đang không biết như thế nào cho phải, một làn gió nhẹ lướt qua mặt, ngay sau đó càng lúc càng lớn, thổi đến lá cây bay phất phới, mặt đất lần nữa đung đưa. Mau nhìn. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy đài cao cách đó không xa, chẳng biết lúc nào thả ra hào quang chói sáng, dường như có bóng người huyền phù trên không, một thanh âm hùng vĩ chậm rãi vang lên. Là, thanh âm, rốt cuộc đã đến. Nhan Tiết mắt sáng rực lên, kích động đến thân thể run rẩy. Chương 3334, viên đào nhổ đại 1. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người trên đài cao đang giảng bài, lời nói rất ít, vừa mới bắt đầu nghe có chút khó khăn, không thể lý giải, nhưng âm tiết vừa tiến vào trong óc, trước đó rất nhiều không hiểu lập tức sáng tỏ thông suốt, dung hội quán thông, giống như chìm đắm trong đó mấy năm, lý giải thậm chí so với trước đó càng cao thâm hơn. Cái này, lông mày Trương Huyền nhảy dựng, con mắt trợn tròn. Hắn có thể cảm nhận được ý tứ trong âm tiết của đối phương, chính là một loại vận dụng khác của công pháp thiên đạo, chỉ bất quá sau khi nói ra càng thêm ngắn gọn, càng dễ để cho người ta lý giải, tiêu hóa trở thành kiến thức của mình. Đồng dạng giải thích công pháp thiên đạo, lại cao hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó còn nghĩ, mặc dù tu vi kém Khổng sư, giảng bài hẳn sẽ không chênh lệch quá nhiều, nghe được bóng người kia nói, giờ mới hiểu được. Căn bản không ở một cấp bậc. Đây là vi ngôn đại nghĩa của Khổng sư. Thanh âm tràn đầy khiếp sợ của Lạc Nhược Hy vang lên, chỉ thấy nữ hài chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Vi ngôn đại nghĩa? Trương Huyền không hiểu. Chính là dùng lời nói đơn giản nhất, trình bày đạo lý tinh diệu nhất, đại đạo chí giản, hắn giảng bài, đã hoàn toàn phù hợp thiên đạo. Lạc Nhược Hy nói. Không thể phủ nhận, thiên phú của Khổng sư quả thực tuyệt đỉnh, so với người càng thêm thiên tài. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Bóng người kia nói, tuy đơn giản, lại ẩn chứa đạo lý vô tận, để cho người ta nghe xong, như thể hồ quán đỉnh. Không nghĩ tới thế mà phù hợp bí ẩn thiên đạo. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, tập mãi thành thói quen, nhưng nếu để cho người đi làm mà nói, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu cùng tâm huyết, thậm chí còn không làm được. Lại như thiên đạo võ kỹ của hắn, thoạt nhìn đơn giản, nhưng hiện lên biến hóa vô tận, để cho người ta căn bản không ngăn cản được. Đại đạo chí giản, nhưng đơn giản hóa như vậy, mới là khó được nhất. Sao ngươi có thể tới? Nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra, trong lòng Trương Huyền cảm xúc một tiếng, nhớ tới một việc, nhìn về phía nữ hài, tràn đầy nghi ngờ. Vừa rồi hắn giảng bài cho rất nhiều cây hạnh, ai tới đều bị công kích, làm sao Lạc Nhược Hy đi tới được? Khổng sư lưu lại lạc ấn, bắt đầu giảng bài, bọn chúng đã đi nghe. Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền sững sờ, lúc này mới phát hiện, vừa rồi rất nhiều cây cối vây bên người hắn, một mực cung kính, chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới đài cao, từng cái như si như say, thân thể theo gió không ngừng lay động, cũng không biết là kích động hay run rẩy. Trương Huyền lập tức cảm thấy ngực đau nhức. Trước kia đều là hắn giảng xong khóa, sẽ không hứng thú nghe những người khác giảng, lần này trái ngược, nói thời gian dài như vậy, thế mà còn không bằng mấy chữ của Khổng sư. Rầm rầm. Đang cảm giác không thoải mái, liền thấy chư tử bách gia, dị linh tộc trước đó ở phía sau đồng loạt đi tới phía trước, ngồi xuống ở trên bồ đoàn. Bọn họ chờ chẳng lẽ là cơ hội này? Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó hiểu được. Người chư tử bách gia, vừa đến liền đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích, tựa hồ chờ lấy cái gì, hiện tại xem ra, hẳn là chờ cái này. Khổng sư giảng bài, tuy đài cao chỉ là chất liệu bình thường, nhưng Khổng sư quanh năm giảng bài. Tinh thần cùng lực lượng sớm đã thâm nhập trong đó, tạo thành một loại lạc ấn. Bóng người trên đài, nói là Khổng sư, trên thực tế là dấu vết hắn lưu lại, ở một thời gian, hoặc thời cơ khác biệt sẽ kích hoạt, tiến hành giảng bài. Loại chương trình học này, những cây hạnh, lá cây kia mặc dù nghe qua ngàn vạn lần, nhưng mỗi lần vẫn có tâm đắc, kích động không thôi, có đại thu hoạch, đây cũng là chỗ tốt lớn nhất của vi ngôn đại nghĩa. Chương 3335, viên đào nhổ đại 2. Lạc Nhược Hy giải thích. Trương Huyền gật đầu, vi ngôn đại nghĩa, lợi ít mà ý nhiều, nghe một lần, có thể lý giải ra một lần khác biệt, mà chương trình học của hắn, giảng giải quá rõ, ngược lại mất đi loại ý vị này.
Có đôi khi hóa giản vi phồn, có thể để cho rất nhiều người rõ ràng, nhưng có lúc hóa phức tạp thành đơn giản, ngược lại càng có ý cảnh hơn. Người giảng bài, giảng giải kỹ càng, xen lẫn không ít lý giải của mình, người khác tu luyện, sẽ nghiêm ngặt dựa theo ý nghĩ của người tiến hành, hình như điêu khắc khuôn mẫu, đã hình thành thì không thay đổi. Mà Khổng Sư giảng bài lời ít mà ý nhiều, mỗi người lý giải toàn bộ không giống nhau, liền có thể thành tựu vô số cường giả. Thấy hắn nghĩ thông suốt, Lạc Nhược Hy tiếp tục nói. Tu luyện không phải khuôn mẫu điêu khắc, nói càng kỹ càng, sẽ hạn chế tu luyện giả, sẽ ràng buộc đối phương tưởng tượng cùng lý giải. Chỉ có vi ngôn, để cho bản thân bọn họ lĩnh ngộ ra đại nghĩa, mới có thể ký ức càng thêm sâu sắc, đi càng xa. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía nữ hài trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, hắn đối với vị bạn gái này, thật sự là không có chút hiểu rõ nào, chung đụng càng nhiều, phát hiện nàng biết càng nhiều, giống như một hải dương bát ngát, vốn cho rằng đã đi tới biên giới, ai biết còn ở đường ven biển. Nàng nói rất tùy ý, nhưng như chỉ điểm bản thân, để cho mình tu luyện cùng giảng bài lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Biết hỏi thăm, đối phương vẫn sẽ không nói ra thân phận của mình, Trương Huyền đành phải nhìn qua. Ngươi không đi nghe Khổng Sư giảng bài. Khổng Sư giảng bài, hắn đồng dạng tu luyện công pháp thiên đạo, nghe hay không nghe không sao cả, nhưng vì sao nàng cũng không đi qua. Những khóa giảng này, không nghe cũng không có gì, chờ chút nữa hẳn có thể nhìn thấy viên đào có cử động, có thể nhân cơ hội để hắn đạt được chỗ tốt. Lạc Nhược Hy nói. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Trước đó liền nói viên đào có khả năng có cơ hội đạt được chỗ tốt, giờ phút này Lạc Ấn Khổng Sư bắt đầu giảng bài cũng không có tìm thấy cơ hội, hẳn là còn chưa bắt đầu. Đứng tại chỗ không động, ngay thời điểm Trương Huyền tò mò, đến cùng chỗ tốt là gì, quả nhiên thấy viên đào đi theo sau lưng đám người cũng không nghe giảng bài, mà thẳng tắp đi tới đài cao. Hắn phong bế lục thức, không nghe được giảng bài. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó giật mình. Trước mắt nhiều cường giả như vậy, nghe được thanh âm của Lạc Ấn Khổng Sư, không khỏi tự chủ ngồi ở trên bồ đoàn nghe giảng, hắn lại độc lập hành động, chỉ sợ liên quan đến phong ấn lục thức. Thanh âm truyền không vào tai, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đi tới trước mặt đài cao, viên đào giang hai cánh tay, đột nhiên phát lực, dường như muốn rút nó lên. Đây là... Trương Huyền ngẩn ngơ, còn tưởng rằng có hành động gì, lại muốn rút đài cao ra. Cái đài cao này là địa phương Khổng Sư giảng bài, sớm đã thoát ly phàm phẩm, chân khí bình thường là không thể công kích. Viên đào thân có long tê huyết mạch, lực lớn vô cùng, không cần chân khí, lực lượng cũng kinh thế hãi tục, để hắn tới nhổ đài cao, tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Lạc Nhược Hy nói, thứ này, chỉ cần mang về, mượn Khổng Sư Lạc Ấn nhất định có thể thành tựu một đống lớn cường giả. Rầm rầm, lời còn chưa dứt, lực lượng của viên đào đã dâng trào ra, đài cao ở dưới lực lượng to lớn không ngừng lay động, quả nhiên bị hắn nhổ chuyển động. Chương 3336, đánh xuống Lạc Ấn 1. Ong ong, nhìn thấy đài cao bị nhổ, rất nhiều cây hạnh nổi giận, trong nháy mắt cành lá tung bay, đập về phía viên đào. Nguy rồi, Trương Huyền biến sắc, lực công kích của những cây hạnh này, hắn tận mắt nhìn thấy, bị đánh trúng, xem như hắn cũng khó may mắn thoát khỏi, huống chi tu vi viên đào kém xa bản thân. Đang muốn xông tới cứu người, liền cảm thấy cổ tay siết chặt, ngay sau đó nhìn thấy Lạc Nhược Hy kéo tay của hắn, lắc đầu. Biết nữ hài làm như vậy, nhất định có mục đích của mình, lúc này Trương Huyền cố nén lo lắng, lần nữa nhìn sang. Ông! Cây hạnh đi tới bên cạnh viên đào, đột nhiên kêu khẽ một tiếng, người sau giường như kích hoạt lên một loại phòng hộ nào đó, quang mang ôn nhuận ở bốn phía tạo thành một hộ giáp thật mỏng. Hộ giáp không dày. Nhưng lực lượng công kích lại bất kể như thế nào cũng không thể đâm thủng. Là cổ thánh lưu lại kim tự hộ giáp. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Thứ này hắn nghe nói qua, cùng sư tử kim binh có chút tương tự, là cường giả cổ thánh lưu lại thủ đoạn đặc thù, có thể hình thành phòng ngự dưới cổ thánh không cách nào phá mở, uy lực cực mạnh. Xem ra hẳn là cường giả chư tử bách gia biết để hắn lấy đài cao có chút nguy hiểm, cố ý lưu lại bảo vệ tính mạng. Đôm đốp. Rất nhiều cây hạnh tiếp tục điên cuồng quất tới, mỗi một lần đều làm hộ giáp trở nên yếu kém mấy phần. Kim tự hộ giáp dù sao cũng do năng lượng hội tụ thành, công kích thời gian dài, đồng dạng sẽ tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lên! Đóng lại lục thức, cảm giác không thấy hoàn cảnh chung quanh, cũng không hiểu ở nơi nào, nhưng không ngừng có đồ vật công kích, viên đào vẫn rất rõ ràng, bạo giống một tiếng, toàn thân phát lực. Hừng hực!
Long tê huyết mạch trong cơ thể thiêu đốt lên, trên đầu xuất hiện hư ảnh long tê, đầu đội lên trời, chân đạp đại địa. Hư ảnh xuất hiện, lực lượng lần nữa tăng thêm, tu vi ràng buộc cũng trong nháy mắt đánh vỡ, đạt đến cấp bậc đại thánh. Tuy Viên Đào kích hoạt huyết mạch, nhưng tu vi một mực không có đột phá đến kiến thần bất hoại, giờ phút này ở dưới áp lực cực lớn, trực tiếp thành công. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tu vi tăng tiến, huyết mạch thiêu đốt, lực lượng tăng cường, đài cao đồ sộ lần nữa lên không ít, cùng mặt đất kết nối hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt ra. Thật mạnh. Trương Huyền nhìn không được khen ngợi. Trước mắt Viên Đào mượn đại địa dày nặng, chỉ cần bàn chân không rời mặt đất, lực lượng liền giống như vô cùng vô tận. Chẳng lẽ đây là long tê huyết mạch? Không chỉ phòng ngự vô địch, chỉ cần cắm rễ ở trên mặt đất, khí lực liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Long tê huyết mạch, ngũ hành thuộc thổ, có thể mượn đại địa dày nặng, thả ra sức chiến đấu siêu tuyệt. Huyết mạch kích hoạt chân chính, so với Ngụy Như Yên tiên thiên độc thể, Triệu Nhã thuần âm thể đều chỉ mạnh không yếu. Thấy hắn hiểu được, Lạc Nhược Hy gật đầu nói. Ngươi không phải có một hậu thổ kỳ lân sao? Lấy một ít tinh huyết của nó đi. Ừm. Trương Huyền gật đầu, cũng không hỏi thăm vì sao nàng biết mình thuần phục được năm đại vương giả của thế giới rừng rậm, mà tinh thần khẽ động, câu thông thánh thú trong không gian gấp, một đống tinh huyết huyền phù ở phía trên. Thế giới rừng rậm năm đại vương giả trấn áp ngũ hành, hậu thổ kỳ lân chính là cường giả thổ thuộc tính. Đánh huyết dịch vào mi tâm của Viên Đào. Lạc Nhược Hy bàn giao. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái. Ô ô. Tinh huyết của hậu thổ kỳ lân lập tức bay đi, theo mi tâm chui vào. Hô hô hô, huyết dịch vừa tiến vào trong cơ thể, giống như thiêu đốt lên, long tê trên đầu Viên Đào tựa như đạt được đại bổ, trở nên càng thêm to lớn, như ngay cả thiên địa cũng có thể trực tiếp nâng lên. Chương 3337, đánh xuống lạc ấn 2. Răng rắc, đài cao cùng mặt đất kết nối triệt để đứt gãy, bị Viên Đào mạnh mẽ nhổ lên. Một hồi lay động kịch liệt. Lạc ấn giảng bài trên đài, thanh âm có chút không ăn khớp, đám người ở trên bồ đoàn nghe giảng, từ trong say mê tỉnh táo lại, từng cái giật nảy mình. Làm gì? Tự tìm cái chết. Rất nhiều dị linh tộc đều tức sắp nổ. Khổng sư hữu giáo vô loại, vừa rồi giảng bài, đối với bọn hắn tu luyện cũng hữu dụng, hiện tại tên này rút đài cao lên, tương đương với hủy cơ hội tu luyện của bọn họ. Dị linh tộc cũng là người A Hát, cũng có quyền lợi tiếp nhận khổng sư chỉ điểm, tu luyện. Chặn lại. Nhan Tiết hô khẽ, đám người chư tử bách ra đồng loạt ngăn ở phía trước. Viên Đào nhổ đài cao, đúng là bọn họ thiết kế, thời khắc sống còn, quyết không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Răng rắc. Hai bên giằng co, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, Trương Huyền chẳng muốn nhúng tay, tiếp tục nhìn Viên Đào, đúng lúc này, kim tự hộ giáp không chịu nổi công kích, lập tức vỡ vụn. Nguy rồi. Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Vừa rồi có hộ giáp còn có thể chịu được. Cây hạnh cùng lá cây công kích triệt để vỡ vụn, chẳng phải rất nhanh liền bị chém giết. Yên tâm, có người còn sốt ruột hơn ngươi. Lạc Nhược Hy lần nữa cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, bàn tay Nhan Tiết run lên, một cái áo khoác thẳng tắp bay về phía Viên Đào, rơi vào trên người hắn. Ông! Cành cây cùng lá cây rơi vào phía trên, lần nữa bị ngăn ở bên ngoài. Đây là, cổ thánh lưu lại bảo vật. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cổ thánh luyện chế bảo vật phòng ngự, yêu dị huyền đao cũng chưa chắc có thể một đòn phá được. Không hổ là chư tử bách gia, bảo vật thật nhiều. Răng rắc, răng rắc. Có bảo vật ngăn cản công kích, về thời gian có bước đệm, Viên Đào ôm đài cao, rời đi tại chỗ. Kèm theo cái đài lay động, hư ảnh huyền phù phía trên cũng đung đưa, tựa hồ có chút không ổn định. Chính là thời điểm này, Trương Huyền, đi cầm lạc ấn kia xuống, đánh vào trong cơ thể Viên Đào. Lạc Nhược Hy nói, được, đã sớm không muốn ở đây xem náo nhiệt, thân thể Trương Huyền vụt qua, đi tới trên đài cao, bàn tay lăng không vỗ xuống. Người khác đối với di vật của khổng sư kính sợ ba phần, nhưng hắn không có loại cảm giác này, kèm theo lực lượng bàn tay hạ xuống, lạc ấn quả nhiên cũng đứng không vững, lắc lư một cái, lập tức từ trên đài cao rơi xuống. Thiên đạo chân khí dày đặc, nhẹ nhàng điểm một cái. Phần phật, lạc ấn giống như Lạc Nhược Hy nói. Bị đánh vào mi tâm của Viên Đào. Ngươi đang làm cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn, Nhan Tiết càng là ra đầu nổ tung, hét lớn một tiếng. Bọn họ cướp đi đài cao, mục đích chính là vì lạc ấn, giờ phút này lạc ấn bị đánh vào trong cơ thể Viên Đào. Quả thực không thể tưởng tượng. Trương Huyền lắc đầu,
cũng không trả lời, lần nữa trở lại vị trí vừa rồi. Còn không có đứng vững, ngay sau đó nhìn thấy viên đào thôn phệ lạc ấn, thân thể bỗng nhiên bành trướng, dáng người nguyên bản rất mập, giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt tăng vọt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thời gian nháy mắt trở nên tròn xoe, chiều cao vượt qua 2 mét, độ rộng cũng vượt qua 2 mét, tựa như một cái thùng nước. Đây là thế nào? Trương Huyền nhướng mày, cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Loại tình huống này, xem như hắn cũng không kịp chuẩn bị. Chương 3338, viên đào xung kích cổ thánh 1. Nghi ngờ nhìn nữ hài, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, đồng thời không có lộ ra biểu lộ ngoài ý muốn. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem, chỉ thấy thân thể viên đào tiếp tục bành trướng, không tới một phút, đã cao chừng 7-8 mét, xem ra cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Có thể chịu được hay không, liền xem bản thân hắn. Thanh âm Lạc Nhược Hy vang lên. Chịu được. Trương Huyền kỳ lạ, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới cái gì, đồng tử co rút lại. Chẳng lẽ, Lạc Ấn vừa rồi đánh vào trong cơ thể viên đào, sẽ bị hắn hấp thu? Lạc Ấn vừa rồi, từ trên đài cao ngã xuống, bị hắn dùng thiên đạo chân khí đánh vào trong cơ thể đối phương, vốn cho rằng chỉ là tạm thời cất giữ, làm sao nghe ý tứ của nữ hài, sẽ bị hấp thu? Đây chính là khổng sư năm này tháng nọ truyền thụ chương trình học lưu lại Lạc Ấn, năng lượng cường đại hay không không rõ ràng, nhưng đối với tu luyện cùng lý giải võ kỹ, tuyệt đối để cho người ta điên cuồng. Từ chư tử bách ra tiêu phí vô số đại giới, cũng muốn cầm tới trong tay mình, liền có thể biết được. Quý giá như thế, thật có thể hấp thu. Chỗ tốt lớn, so với tấn cấp cổ thánh, chỉ sợ còn muốn kinh khủng. Hậu thổ kỳ lân, là thú sủng khổng sư đã từng thuần phục, càng là trận tâm chấn thủ một thế giới, cùng Lạc Ấn này nhất mạch tương thừa, máu của nó cùng long tê huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, Lạc Ấn sẽ không phản kháng. Nên làm người đã làm, có thể đạt tới thành tựu ra sao, liền xem bản thân hắn. Lạc Nhược Hy cười nhạt một tiếng. Thấy quả nhiên giống như hắn đoán. Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt, yết hầu phát khô. Khổng sư lưu lại ấn ký, đổi lại những người khác, khẳng định cúng bái, không dám có chút vượt qua, vị này ngược lại tốt, trực tiếp thiết kế, để viên đào thôn phệ. Suy nghĩ một chút cũng để người phát điên. Trước đó còn tưởng rằng nàng có thể là cường giả của chư tử bách gia, hiện tại xem ra, khẳng định không có quan hệ. Nếu không tuyệt đối không thể làm như thế. Phun ra cho ta. Giờ phút này. Mấy người nhan tiết sốt cục rõ ràng chuyện gì xảy ra, từng cái tức sắp nổ. Bọn họ phí hết tâm huyết, mục đích đúng là muốn mang đi đài cao cùng Lạc Ấn, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thế mà bị người nuốt. Phần phật, nhan tiết kìm nén không được, thân thể khẽ động, trường kiếm thẳng tắp đâm tới. Kiếm khí như rồng, không khí kêu khẽ, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, vậy mà giống như Trương Huyền, cũng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, hơn nữa ít nhất hai loại. Hừ. Thấy tên này vừa rồi bảo vệ viên đào, hiện tại ra tay, Trương Huyền nhíu mày, vỗ long cốt thần thương một cái, người đã hóa thành lưu tinh, xuất hiện ở sau lưng học sinh, cánh tay nâng lên, mũi thương ngang trời. Phu hồn đạt tới tâm huyết lai triều đại viên mãn, thực lực lần nữa tăng thêm, đối mặt bất hủ cảnh đại viên mãn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đinh 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 đinh, mũi thương cùng mũi kiếm của đối phương liên tục đối đầu, phát ra thanh âm va chạm liên tiếp, sóng khí nghiền ép bốn phía. Không gian chung quanh tựa hồ không chịu nổi, xuất hiện từng vết rách đen kịt. Trương Huyền, người có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Không có Lạc Ấn khổng sư chấn áp, toàn bộ khổng miếu mất đi lực lượng phong cấm, có khả năng xuất hiện thời không hỗn loạn, chúng ta sẽ vĩnh viễn lưu đày ở trong thời không thông đạo, không cách nào quay về hiện thực. Hàm răng cắn chặt, nhan tiết một bên tấn công, một bên hét lớn. Nếu ngươi biết hậu quả, như vậy còn phái học trò ta tới cướp đoạt Lạc Ấn của khổng sư. Trương Huyền không nhúc nhích chút nào, vừa đánh vừa nói. Đối phương xuất thủ cướp đoạt trước, bây giờ lại đẩy trách nhiệm lên đầu mình, chẳng lẽ chư tử bách gia không có chịu trách nhiệm như vậy? Chúng ta cướp đoạt, nhưng mà có mục đích khác. Nhan tiết lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại cuốn tới, giống như thủy triều tập kích, công kích của hai người trong nháy mắt bị cắt đứt. Siêu siêu siêu, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, thoát khỏi vòng chiến. Thiên đạo chân khí quay một vòng, thương thế khôi phục, Trương Huyền vội vàng đứng lên, nhìn lại trung tâm thủy triều, chỉ thấy lúc này viên đảo đã cao hơn 10 mét, đỉnh thiên lập địa, như một cự nhân. Chương 3339, viên đảo xung kích cổ thánh 2. Phần phật, ngửa mặt lên trời thét dài, nuốt hư ảnh long tê vào trong bụng,
ngay sau đó liền cảm thấy khí tức trên người hắn liên tục tăng lên. Kiến thần bất hoại trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Kim thân cảnh sơ kỳ trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Tâm huyết lai chiều, thời gian nháy mắt liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Dù vậy, lực lượng vẫn không ngừng lên cao, dường như không có đình chỉ. Chẳng lẽ muốn trực tiếp trùng kích cổ thánh? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, nắm đấm siết chặt. Không nghĩ tới viên đào cơ duyên như vậy lớn, vượt xa đám người Triệu Nhã, có khả năng trực tiếp trùng kích cổ thánh. Cổ thánh cần lực lượng quá cường đại, hắn tích lũy quá thấp, hẳn là còn không làm được. Hơn nữa, còn cần cổ thánh lực, nơi này không có. Chẳng biết lúc nào, Lạc Nhược Hy lần nữa đi tới trước mặt, ánh mắt xa xăm. Nơi này không có, ta có. Biết học sinh sắp đột phá, Trương Huyền cũng không do dự, ngón tay búng một cái bình ngọc bay ra. Xì xì xì. Đi tới trước mặt, nắp bình mở ra, lực lượng hùng hồn tinh thuần lật đổ xuống, thời gian nháy mắt liền bao phủ viên đào. Cổ thánh huyết. Thiết kế đánh lén vị cổ thánh của chư tử Bách gia kia, đạt được không ít máu tươi, giờ phút này vừa vặn có thể cho hắn sử dụng. Cùng thời khắc đó, tứ quý đồ mở ra, cổ thánh lực điên cuồng rót xuống. Răng rắc. Có hai thứ này cung cấp, thân thể viên đào giống như phá vỡ bình cảnh nào đó, lực lượng lần nữa tăng vọt. Giơ tay nhấc chân, dường như có lôi vân cuồn cuộn, không gian bị xé nứt ra từng vết rách. Ầm ầm, thiên kiếp xuất hiện. Thiên hỏa, lôi đình không dừng oanh xuống, tựa như mưa to. Trước đó đám người Nhan Thiết còn muốn để hắn phun Lạc Ấn ra, không dám tiếp tục tới phụ cận. Đây đã là hạo kiếp tấn cấp cổ thánh, thực lực của bọn hắn thật muốn tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Răng rác, răng rác, răng rác. Thiên hỏa không ngừng thiêu đốt, lôi đình không ngừng rèn luyện, thân ảnh cao lớn của viên đào trở nên càng ngày càng ngưng thực, từ cao hơn 10 mét lần nữa khôi phục như người bình thường. Nhất cử nhất động, dường như có lôi đình, ở bên ngoài thân vây quanh, không gian cũng không chịu nổi. Cổ thánh huyết, tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh, lực lượng tấn thăng của viên đào ngừng lại, muốn vượt qua cấp độ cuối cùng kia, năng lượng lại không đủ. Tấn cấp cổ thánh. Cần lực lượng quá cường đại, mặc dù Trương Huyền có một ít cổ thánh huyết, nhưng khoảng cách để viên đào chân chính đột phá, còn kém một ít. Hô hô hô, lực lượng xung kích yếu bớt, thiên kiếp dường như không còn đối kháng, cũng bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Cơ duyên xung kích cổ thánh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi thất bại, lần sau còn muốn xung kích, không biết năm nào tháng nào, thậm chí cũng chưa chắc có thể tìm tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là, một lần không thành công. Lần thứ hai độ khó sẽ tăng thêm chí ít gấp đôi. Nói cách khác, lần này không được, lần sau muốn thành công, gần như không có khả năng. Đơn thuần bởi vì năng lượng không đủ, xuất hiện loại tình huống này. Thì thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Chương 3340, chủ điện xuất hiện một. Không phải thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, là viên đào tận lực áp chế tu vi? Tạm thời không đột phá sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên huyền phù trên không, Lạc Nhược Hy nói. Tạm thời không đột phá. Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Không sai. Lạc Nhược Hy gật đầu. Cổ thánh, một lần xung kích không thành công, lần thứ hai độ khó sẽ gia tăng gấp đôi. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều người xung kích, đều sẽ lựa chọn một lần thành công. Nhưng thành công như vậy, thường thường là yếu nhất. Xung kích cổ thánh. Trên thực tế là đang đối kháng với thiên đạo, muốn siêu thoát ra ngoài thiên đạo. Một lần thành công, mặc dù cũng có thể làm được điểm ấy, nhưng thời gian đối kháng thiên đạo quá ít, không thể nắm chắc lực lượng, để nó trở nên càng thêm phù hợp, càng thêm tự nhiên. Lần đầu tiên không thành công, tích lũy một đoạn thời gian, lần nữa xung kích, độ khó thiên kiếp tăng lên gấp đôi, nhưng người vận dụng lực lượng cũng sẽ tăng thêm không ít, lại có thể xông qua. Đối với về sau tu vi tăng thêm, sẽ có tiến bộ rất lớn. Lạc Nhược Hy nói, cái này, chẳng lẽ thiên nhân thánh giả giống như phương pháp khổng sư đột phá đại thánh? Cũng là một loại rèn luyện. Trương Huyền nhìn không được nói. Đột phá thánh vực, có phong thánh giải, thiên nhận thánh giả, đột phá đại thánh, có phương pháp thượng phẩm, tích lũy càng thêm hùng hậu, lực lượng mạnh hơn. Chẳng lẽ cái gọi là xung kích cổ thánh, cũng có tương tự? Cũng có thể nói như vậy, xung kích cổ thánh, giống như sóng lớn đãi cát, số lần đãi càng nhiều. Chân khí liền càng tinh khiết, càng ngưng thực. Năm đó khổng sư từng liên tục 3 lần xung kích cổ thánh mà không đột phá.
Lần thứ tư công thành, thiên hạ không còn địch thủ. Lúc này mới thành tựu vạn thế chi sư, công che thiên hạ. Ánh mắt Lạc Nhược Hy thâm thúy. Viên Đào, tuy vừa rồi không có xung kích thành công, trên thực tế thân thể lại hấp thu cổ thánh huyết, đạt đến cổ thánh cấp. Nói cách khác, hiện tại đã có cổ thánh thể. Mặc dù không phải cổ thánh, nhưng cổ thánh vừa mới đột phá đã không phải đối thủ. Cái này, Trương Huyền chấn động. Viên Đào có cổ thánh thể, đã đủ để cho người ta kinh ngạc, Khổng Sư vậy mà ba lần xung kích cổ thánh không đột phá. Tu luyện giả, người người đều muốn bước ra cảnh giới này, thay đổi cấp độ sinh mệnh, trở nên rong ruổi thiên hạ, mà hắn lại có thể cố nén loại cám dỗ này. Chỉ tâm cảnh liền không tầm thường, khó trách có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến hiện tại, phần năng lực này, quả thực để hắn mặc cảm. Không đúng, những bí ẩn này, người biết cũng không nhiều, Viên Đào làm sao? Sẽ làm như vậy. Trương Huyền cảm khái một tiếng, đột nhiên sửng sốt. Loại phương pháp xung kích cổ thánh này, ngay cả Dương Sư, Hưng Kiếm Thánh cũng không rõ ràng, Lạc Nhược Hy bởi vì thân thế đặc thù, biết những sự tình này không gì đáng trách, nhưng Viên Đào từ Thiên Huyền Vương quốc tới, làm sao lại rõ ràng, cố nén cám dỗ, mà lựa chọn dừng chân không tiến. Hắn nuốt lấy Khổng Sư Lạc Ấn, lý giải tu luyện thậm chí vượt qua 72 thánh, biết những sự tình này rất bình thường. Lạc Nhược Hy giải thích một câu. Đáng tiếc, sau khi luyện hóa cái Lạc Ấn này, rất dễ dàng bị Khổng Sư ảnh hưởng, đối với ngươi trưởng thành bất lợi, nếu không, khẳng định cho ngươi nuốt. Trưởng thành bất lợi. Trương Huyền cười khổ. Nếu như còn có thể đột phá, hơn nữa lợi hại như vậy, còn quản cái gì trưởng thành hay không trưởng thành. Ngươi là thiên nhận danh sư, khẳng định phải đi con đường không giống Khổng Sư, đi con đường của người khác, nhiều nhất trở thành 72 thánh, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Thấy hắn như vậy, Lạc Nhược Hy nói. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Muốn vượt qua tiền nhân, đầu tiên phải phủ định tiền nhân. Một mực nghe theo, sẽ chỉ làm bản thân dẫm chân tại chỗ. Giống như 72 thánh, mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, thành tựu cũng bất khả hạn lượng, nhưng bởi vì hoàn mỹ tiếp nhận Khổng Sư truyền thừa, cuối cùng không có vượt qua. Nhưng nếu như không chấp nhận truyền thừa của hắn, cũng có khả năng ngay cả cổ thánh cũng không đạt tới, cả đời chỉ có thể long đong vô vị. Lựa chọn ra sao, chỉ ở nhất niệm. Chương 3341, chủ điện xuất hiện 2. Xoạt xoạt. Răng rắc, răng rắc. Trong lòng đang cảm xúc, đột nhiên nhìn thấy hạnh đàn trước mắt bắn ra một đạo hào quang, thẳng tắp phóng lên thiên không. Ngay sau đó, lại có 5 đạo bắn lên không, 6 đạo ánh sáng hội tụ, bầu trời màu xanh đậm giống như không chịu nổi lực lượng, một khe hở đen kịt, chậm chạp xuất hiện. Đằng sau khe hở, một cung điện càng thêm to lớn chậm rãi hiện lên. Là chủ điện của Khổng Miếu, chủ điện xuất hiện. Nhậm Thanh Viễn la lên, thanh âm tràn đầy kích động. Khổng Miếu cho đến trước mắt, chỉ xuất hiện 6 phân điện, chủ điện chưa hề xuất hiện qua, giờ phút này 6 nơi toàn bộ kích hoạt, hội tụ ra lực lượng phá vỡ phong ấn cuối cùng, chủ điện xuất hiện. Trong truyền thuyết Xuân Thu Đại Điển có thể ảnh hưởng tình thế của đại lục, chính là ở đây. Đi qua, nhìn chủ điện hiện lên ở trên không, lại liếc mắt nhìn Viên Đào cùng Trương Huyền cách đó không xa. Mặc dù Nhan Tiết không cam lòng, nhưng cũng biết không có cách nào thay đổi, nói một tiếng, thẳng tắp xông tới vết nứt không gian. Rất nhiều dị linh tộc cũng theo sát tới. Các ngươi đi trước đi. Biết chủ điện chỉ là xuất hiện, còn không có mở ra, Trương Huyền cũng không lo lắng, thấy đám người Nhậm Sư dục già dục dịch, cười cười, bàn giao một câu, tiếp tục nhìn Viên Đào cách đó không xa. Học sinh này của mình, bây giờ lực lượng đã triệt để củng cố, thiên kiếp cũng bắt đầu lui tán. Lão sư, mở mắt ra, cảm nhận được lực lượng trên người, Viên Đào tràn đầy kích động, đi về phía trước mấy bước, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Bị phong bế lục thức, sau khi Lạc Ấn vào người cũng đã phá vỡ, biết có thể có lực lượng bây giờ, toàn bộ nhờ lão sư trợ giúp. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Không thể không nói, cơ duyên này quá lớn, nuốt Khổng Sư lưu lại Lạc Ấn, tu vi đột phá, giờ phút này hắn không chỉ vượt qua Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, thậm chí ngay cả mình cũng tạm thời không theo kịp. Mặc dù ngươi có cổ thánh thân, nhưng tấn cấp quá nhanh, tâm cảnh có chút phù phiếm, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp tăng cường tâm cảnh. Phối hợp bồ đề quả này, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một cái bồ đề quả đưa tới. Tuy dung hợp Lạc Ấn giảng bài của Khổng Sư, nhưng tâm cảnh còn cần bản thân tăng lên, một bước một dấu chân mới được. Vâng. Nhận lấy trái cây. Viên Đào nuốt vào, quả nhiên cảm thấy tâm cảnh nhanh chóng tăng vọt.
đổi lại đám người Triệu Nhã, nuốt bồ đề quả, khả năng còn cần sớm chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, hiện tại hắn đã có cổ thánh thể, căn bản không cần những thứ này. Hô hô hô, giao phó xong viên đào, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đám người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Lạc Thất Thất đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Chủ điện mở ra, các người nguyện ý cùng ta đi tìm kiếm cơ duyên, hay tiếp tục tu luyện. Khổng Miếu chủ điện, vài vạn năm mới mở ra lần này, đối với bất kỳ người nào mà nói đều có cơ duyên cực lớn, ngàn vạn lần không thể bởi vì tu luyện mà bỏ qua. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Triệu Nhã gật đầu. Ta cũng vậy. Hai người khác cũng đồng thời lên tiếng, nhìn về phía cung điện trên không, ánh mắt hừng hực. Thấy Trương Huyền từ không gian gấp thả ra Lạc Thất Thất, Lạc Nhược Hy liếc qua, nhưng không nói chuyện. Chương 3342, Nhan Thanh Cổ Thánh 1. Nhìn nữ hài mặt không hề cảm xúc, Trương Huyền lông mày nhảy dựng, đi tới trước mặt. Vừa rồi ở tẩm điện gặp phải, sau đó liền mang nàng và Ngụy Như Yên ra ngoài. Đi thôi. Thân thể mềm mại của Lạc Nhược Hy vụt qua, đi đầu phóng về phía chủ điện. Cái này. Trương Huyền gãi đầu một cái, vội vàng đi theo. Chủ điện càng thêm hùng vĩ, phía trước là quảng trường to lớn, giờ phút này đã chất đầy người. Trước đó ở rất nhiều thế giới vây khốn vô số cường giả, một bộ phận đều chạy tới, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn. Coi như không cách nào đi vào chủ điện, có thể tận mắt nhìn thấy Xuân Thu Đại Điển thần kỳ, cũng tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Chủ nhân, ta đã khôi phục ký ức, sáu đại phân điện toàn bộ mở ra, mới có thể kích hoạt phong ấn trên chủ điện. Thanh âm của tiểu phù phù vang lên. Ta có thể mang chủ nhân đi vào, có điều hiện tại còn không có mở ra. Thấy giờ phút này ra hỏa kia mới khôi phục ký ức, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, mấy bước đi tới trước mặt Lạc Nhược Hy, thấy nữ hài vẫn lạnh như băng, nhịn không được nói. Cái này, ta thật chỉ là ngẫu nhiên gặp. Lạc Nhược Hy vừa định nói chuyện, liền nghe một thanh âm hưng phấn vang lên. Trương sư, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Ngay sau đó, một thân ảnh vội vã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn. Phi Nhi, ngươi cũng tới. Con mắt Lạc Thất Thất sáng lên. Không phải người khác, chính là bạn tốt của nàng, công chúa Huyền Vũ Đế Quốc, Ngọc Phi Nhi. Ta đã biết, có thể bái Kỷ lão sư, là nhờ có ngươi. Nhìn thấy người bạn thân ngày xưa, Ngọc Phi Nhi tràn đầy cảm kích. Nàng chỉ là một công chúa nho nhỏ của Huyền Vũ Đế Quốc, có thể được tổng bộ danh sư đường trưởng lão Kỷ Nhược Trần ưu ái, thu làm thân truyền, đương nhiên là vị tiểu công chúa này đề nghị. Nếu không lại có thiên tư, cũng không có người biết a hát. Không cần khách khí. Lạc Thất Thất cười cười. Hàn huyên đôi câu, thân thể mềm mại của Ngọc Phi Nhi đi tới trước mặt Trương Huyền, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Trương sư, đã lâu không gặp. Nàng đối với vị trước mắt này cũng có tình cảm đặc thù, nhưng Lạc Thất Thất gặp phải, đã nghe được, rõ ràng cùng đối phương không có bất kỳ khả năng, mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn mỉm cười. Đã lâu không gặp. Trương Huyền gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Nhược Hy. Ngươi nhìn. Thật sự là ngẫu nhiên gặp. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, muốn giải thích cũng không biết nói như thế nào, Lạc Nhược Hy mỉm cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục nhìn phía trước. Trên quảng trường bên ngoài chủ điện, giờ phút này đã chia làm bốn phe cánh, danh sư đường cùng rất nhiều gia tộc chung một chỗ, chư tử bách gia, dị linh tộc cùng rất nhiều thánh thú. Bốn phe đều có không ít người, tích tụ chung một chỗ, riêng phần mình đề phòng. Trương Huyền nhìn bốn phía, cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên cảm giác được vô số khí tức cường đại ẩn giấu ở xung quanh. Bốn thế lực lớn có thể yên tĩnh ở chung, nhất định là bọn họ lẫn nhau trấn nhiếp. Sư huynh, đang muốn nhìn một chút có thể tìm cơ hội chạm vài cổ thánh lấy chút máu tươi hay không, liền nghe tiếng la vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương sư mỉm cười bay tới. Ngươi, đột phá đến cổ thánh. Trương Huyền sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên. Trong cơ thể Dương sư khí tức mơ hồ. Nhìn không ra sâu cạn, chợt nhìn chỉ cao hơn mình một tia, nhưng nhìn kỹ, lại giống như biển lớn mênh mông, không biết bỉ ngạn ở nơi nào. Không cần nghĩ cũng biết, vị sư đệ này, hẳn là đạt được một loại kỳ ngộ nào đó, trước nhất đột phá đến cổ thánh. Chương 3343, Nhan Thanh Cổ Thánh 2. Vận khí không tệ, may mắn mà thôi. Dương sư mỉm cười. Khổng Miếu mở ra, hắn tự nhiên cũng tới, cơ duyên tốt. Một lần đột phá ràng buộc thiết tha mơ ước, đạt đến loại cảnh giới này. Tu luyện không có may mắn. Trương Huyền gật đầu. Dương sư đã sớm đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn,
một mực chu du thiên hạ, mục đích đúng là vì tìm kiếm cổ thánh lực, tìm kiếm cơ duyên, giờ phút này Khổng Miếu mở ra, cơ duyên tới, có thể đột phá là đương nhiên. Chư vị, lúc này, một âm thanh vang lên. Đám người đồng loạt nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy hư không trước mặt chủ điện, một bóng người già cỗi bất ngờ xuất hiện. Là cổ thánh của chư tử Bách Gia. Quần áo của đối phương, cùng chư tử Bách Gia giống nhau như đúc, không cần nghĩ cũng biết, là siêu cấp cường giả của đối phương. Chủ điện đã mở ra, mọi người cũng không cần thiết che giấu, đều đi ra đi. Thanh âm vang vọng bốn phía. Không sai, không cần thiết che giấu. Tất cả mọi người vì chủ điện mà đến, nếu đã xuất hiện, cất giấu cũng không có ý nghĩa gì. Ra đi. Ầm ầm. Kèm theo từng thanh âm vang lên, ngay sau đó trên không bất ngờ xuất hiện mấy chục bóng người. Trên không mỗi đội ngũ, đều có 6-7 cái. Nhiều như vậy. Trương Huyền nhíu mày. Vốn cho rằng lần này có thể có 7-8 cổ thánh tới là tốt lắm rồi, không nghĩ tới hơn 20 người. Gia hỏa trước đó bị hắn thương tổn, bất ngờ đứng sừng sững trong đó. Mục đích cổ thánh tới đây, chính là vì Xuân Thu Đại Điển, trước đó phân điện mở ra, có thể trốn ở bốn phía, bảo vệ tộc nhân, không để bọn hắn bị thương tổn, mà giờ khắc này, chủ điện mở ra, tương đương với đến điểm cuối cùng, tiếp tục che giấu đã không còn ý nghĩa. Trải qua 6 đại phân điện, chư vị chắc hẳn đã suy tính không sai biệt lắm, biết tuy chủ điện xuất hiện, nhưng cách chân chính mở ra, còn cần một thủ tục cực kỳ trọng yếu. Cổ thánh của chư tử Bách Gia nói, là cần thủ tục sau cùng, Nhan Thanh cổ thánh, ở nơi này, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Một vị cổ thánh dị linh tộc nói, Nhan Thanh cổ thánh, chẳng lẽ cũng là hậu nhân của Tử Huyên cổ thánh. Trương Huyền nhíu mày, Tử Huyên cổ thánh, đứng đầu 72 thánh. Đại đệ tử thân truyền của Khổng Sư, Nhan Tiết chính là con cháu đời sau, vị này gọi Nhan Thanh, làm không cẩn thận là tiền bối của Nhan Tiết A. Sư đệ, người có biết vị Nhan Thanh cổ thánh này không? Trương Huyền lặng lẽ truyền âm. Không nhận ra, danh sư đường chúng ta, cùng chư tử Bách Gia mặc dù cùng thuộc Khổng Sư truyền thừa, nhưng từ trước tới nay rất ít lui tới. Trên không Dương Sư truyền âm tới. Người không nhận ra, dị linh tộc lại hô lên. Trương Huyền nhíu mày. Danh sư đường, Dương sư địa vị cao nhất cũng không nhận ra vị Nhan Thanh cổ thánh này, dị linh tộc lại trực tiếp xưng hô, hơn nữa biết thực lực của hắn mạnh nhất. Nói không kỳ quái, đó là giả. Còn có thể làm sao, đã đến nơi này, đương nhiên là người gặp có phần. Thánh thú nhất tộc chúng ta, hiện tại cái gì cũng không có đạt được, các ngươi ai muốn ném xuống chúng ta mặc kệ, vậy thì. Cá chết lưới rách. Một thánh thú to lớn hừ lạnh. Đầu thánh thú này cũng đã đạt đến cổ thánh, không gian bốn phía tựa như ngưng kết. Bạch tôn giả trước đừng có gấp, ta để mọi người đi ra, không phải là xác định chuyện này sao? Đi vào chủ điện như thế nào, danh ngạch phân chia như thế nào, chúng ta có thể thương nghị, còn sau khi tiến vào, ai có thể đạt được cơ duyên lại là cái gì, thì mỗi người dựa vào tạo hóa. Nhan Thanh cổ thánh cười cười. Chương 3344, Bạch tôn giả 1. Tốt, ta nghe ngươi. Bất quá thánh thú chúng ta, ít nhất phải 2 danh ngạch, không thỏa mãn được, cùng lắm thì huyên náo mọi người ai cũng không được mà thôi. Thánh thú tên là Bạch Tôn giả cười lạnh. Thánh thú này, bản thể là một bạch hồ, huyền phù trên không, dài chừng hơn 10 thước, tuy không có thi triển lực lượng, lại cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp hư không. Thật muốn nổi giận chiến đấu, trên quảng trường hơn phân nửa người sẽ không chịu nổi. Vừa mở miệng liền muốn 2 danh ngạch, ngươi là muốn đoạt. Trên không danh sư đường, một trung niên cười lạnh. Cướp lại như thế nào? Sát khí của Bạch Tôn giả thẳng tắp lao qua, kích thích linh hồn của con người. Xem ra nó vô cùng am hiểu công kích linh hồn. Muốn cướp rất đơn giản, liền nhìn kiếm trong tay ta có đáp ứng hay không. Ta nhớ không lầm, 2 vạn năm trước, Trương gia Trương Vũ Tiên Tổ từng một người một kiếm, trấn áp 9 vị cổ thánh các ngươi, không dám động đậy nha. Trung niên nhân cười lạnh. Ta hôm nay cũng muốn thử một chút, có thể làm được điểm ấy hay không. Trương gia, vị này chính là vị tổ tiên kia của Trương gia. Nghe được hắn nói, Trương Huyền chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy kích động. Trước đó cùng vị tiên tổ này, từng có gặp mặt một lần, biết hắn cực kỳ khí phách, không nghĩ tới đối mặt cổ thánh mạnh nhất trong thánh thú, cũng không ở vào hạ phong chút nào. Ở bên ngoài đại thành điện, chỉ nghe được thanh âm, chưa thấy qua bản thân, giờ phút này nhìn kỹ lại, mặc áo xanh. Lông mi như kiếm, một thanh trường kiếm treo ở bên hông, cái khác không có vật gì nữa,
Bộ dáng có chút bình thường, nhưng lại mạnh mẽ để cho người ta không thể coi thường. Hắn chính là vị cổ thánh cuối cùng của Trương gia, Trương Hoàng Thiên. Tính cách phóng khoáng, thiên tư vô song, tâm tình hiệp nghĩa, ghét ác như cừu, chỉ cần có người không phù hợp đạo nghĩa, liền giận dữ phản kích. Lúc trước giữa thiên địa, cổ thánh lực biến mất, hắn hết sức trẻ tuổi, vốn có rất nhiều tuổi tác tiêu hao, lại việc nghĩa chẳng từ lựa chọn ngủ say. Thanh âm Dương Sư vang lên. Trương Huyền gật đầu. Nghe nói thời điểm vị tiên tổ này đột phá cổ thánh, mới hơn 500 tuổi, từng tuổi này, đổi lại những người khác, vừa mới thành gia lập nghiệp, hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp, mà hắn lại không chậm trễ chút nào lựa chọn ngủ say, cùng người thân từng cái từ biệt. Phần trả giá này, đáng giá được hậu nhân ngưỡng mộ. Ngươi, không nghĩ tới tên này một chút tình cảm và thể diện cũng không cho, Bạch Tôn giả nói. Vô song kiếm của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần không giết được ta, hậu bối Trương gia các ngươi, hẳn là rất dễ dàng tìm được, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bảo vệ mấy cái. Có thể a hát, nếu như ta nhớ không lầm, Bạch Hồ tộc của ngươi cũng không ít, đồ tử đồ tôn càng một mảng lớn, dám động đến một người Trương gia ta, ta giết ngươi 10 con, giết tộc ta 10 người, ta diệt toàn tộc ngươi. Trương Hoàng Thiên sống lưng thẳng tắp, thanh âm lãnh đạm. Không tin, ngươi thử một chút. Ngươi dám? Bạch Tôn giả cắn chặt hàm răng gào thét. Có dám hay không, có thể thử. Từ khi Trương Hoàng Thiên ta xuất đạo đến nay, còn chưa có thời điểm không dám, không tin hỏi bọn họ một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Hoàng Thiên chỉ mấy vị cổ thánh của dị linh tộc. Hừ, cổ thánh dị linh tộc hừ lạnh một tiếng, trên mặt không vui. Đây chính là dục lão quỷ. Nghe thanh âm, Trương Huyền nhận ra được. Tên này vừa rồi tâng bốc nhan thanh cổ thánh, liền cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, giờ phút này cùng Trương Hoàng Thiên đối thoại, mới nhớ tới, chính là dục lão quỷ đánh lén hắn, lưu lại máu tươi. Ngươi thật sự cái gì cũng dám, đúng, Bạch Tôn giả, ta làm sao nghe nói, một nhóm lớn hậu bối của ngươi, ở bên ngoài hạnh đàn bị hậu nhân Trương gia thuần phục. Hừ xong, dục lão quỷ cười lạnh nhìn lại. Chương 3345, Bạch Tôn giả 2. Thuần phục, ngươi nói cái gì? Bạch Tôn giả sững sờ, tiếng giống giận dữ vang lên. Hiển nhiên, chuyện này hắn không hiểu rõ tình hình. Không tin ngươi xem một chút, những hậu bối phái đi hạnh đàn kia, còn ở đây không? Có khả năng liên hệ hay không? Khóe miệng dục lão quỷ nâng lên. Lần trước bị tiểu tử nhân tộc kia thiết kế, làm hại chịu một kiếm, đã sớm khó chịu, lúc này có cơ hội khiêu khích, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Tôn giả trừng mắt, quay đầu dặn dò một vị cổ thánh sau lưng, một lát sau, thánh thú này ở bên tai nó nói thứ gì, vẻ mặt lập tức trầm xuống, thẳng tắp nhìn tới Trương Huyền. Ánh mắt như bếp lò, thiêu hủy bát hoang. Nằm cũng trúng đạn. Trương Huyền bất đắc dĩ. Hắn chỉ là tiểu nhân vật kim thân cảnh, cổ thánh các ngươi giao chiến, kéo ta làm gì? Ngươi thuần phục đồ tử đồ tôn của hắn. Thấy ánh mắt hắn mang theo hung ác nhìn thẳng Trương Huyền, nhớ tới kinh nghiệm ở bên ngoài Đại Thành Điện, Trương Hoàng Thiên cũng nhìn không được nữa nhìn lại. Thánh thú bên ngoài Đại Thành Điện, thực lực đều không mạnh, cũng không phải hậu bối của Bạch Tôn giả, nhưng đi hạnh đàn lại khác. Tầm quan trọng của hạnh đàn, không cần nói cũng biết, có thể được phái đi, đều là tồn tại cao nhất của một phương thế lực, chẳng lẽ hậu bối của mình, ngay cả loại thiên tài kiêu ngạo này cũng có thể thuần phục. Đó là đồ tử đồ tôn của hắn. Ta không biết, vừa rồi đi hạnh đàn, nhìn thấy một đám thánh thú bị cây hạnh đánh, ngay lúc sắp giết chết, ta động lòng trắc ẩn cứu chúng nó. Vì cảm kích ân cứu mạng, tất cả đều thần phục. Nơi này hình như không có Bạch Hồ A Hát. Trương Huyền nói, thần phục là bởi vì hắn sử dụng phương pháp đánh thuần thú, đương nhiên lúc này hiển nhiên không tiện nói như vậy. Lòng trắc ẩn, ân cứu mạng. Trương Hoàng Thiên nhịn không được nữa cười to. Ha ha, làm xinh đẹp. Đối phương nói có phải thật hay không, hắn thân là cổ thánh, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, để hắn cười là, vị Bạch Tôn giả này, mới vừa rồi ngạo mạn như vậy, sau một khắc, đồ tử đồ tôn liền bị hậu nhân mình thuần phục. Đánh mặt quả thực quá nhanh. Bạch Tôn giả, người xem hậu bối người đều thần phục hậu bối của ta, nếu không như vậy, cho ngươi một cơ hội, cũng thần phục ta, trở thành thú sủng của ta, danh ngạch nha. Đến lúc đó cho ngươi hai cái, ta không có ý kiến. Trương Hoàng Thiên nín cười nhìn qua. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được trêu chọc, Bạch Tôn giả nhìn không được nữa, gào lên một tiếng, thân hình cao lớn bỗng nhiên nhảy lên, lao về phía Trương Hoàng Thiên. Trên không xuất hiện trảo ấn đen kịt,
không gian nứt thành bốn mảnh. Đồng dạng là cổ thánh, bạch tôn giả này rõ ràng cực mạnh. Tìm chết hay không, không phải ngươi nói tính, mà là ta. Trương Hoàng Thiên không ngần ngại chút nào, nhẹ nhàng cười một tiếng, trường kiếm trên lưng run lên, cũng không ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng run lên, mang theo vỏ kiếm đâm tới. Ô ô, kiếm khí gào thét, cùng móng vuốt đối đầu. Rầm rầm rầm, không gian mất đi một khối lớn đen kịt, bạch tôn giả kìm lòng không được lui về sau một bước, đang muốn tiếp tục vọt tới trước, liền thấy thân thể Nhan Thanh vụt qua, đi tới ở giữa. Bàn tay vạch một cái, bình chướng xuất hiện, giống như hai tấm màn sân khấu, ngăn con đường đi tới của hai người. Tốt, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đi vào chủ điện, mà không phải tranh đấu, thật muốn đánh, về sau có thể ra ngoài lại nói. Hiện tại đừng tổn thương hòa khí. Song trưởng dựng thẳng lên, Nhan Thanh thản nhiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.